Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 2326, bị theo dõi. A Cửu nghe nghe, trong lòng không khỏi than thở, châm pháp của Hạ Thiên quả nhiên càng ngày càng vô địch, cũng càng ngày càng không để lại dấu vết. Sau khi bước đầu hiểu được cơ cấu tổ chức gọi là Trường Sinh Hội này, A Cửu càng thêm nghi ngờ, không khỏi hỏi, Trường Sinh Hội kia lại từ đâu lấy được công pháp âm y môn. Phương Thiên Tề suy tư vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn lắc đầu, chuyện này ta không rõ ràng lắm, nếu như muốn tìm hiểu cặn kẽ, chỉ có thể đến hội giao lưu tìm người hỏi thăm. Vậy hội giao lưu đó ở đâu? A Cửu hỏi tiếp, nơi tổ chức cũng không cố định, lần này là ở trên thuyền. Phương Thiên Tề móc từ trong túi cá nhân mang theo ra một phong bì hai màu đỏ đen, bên trong có một bức thư mời, một tấm vé tàu cùng với một tờ danh sách viết tay, đồ đều ở đây cả, toàn bộ đều cho các ngươi, xin hai vị tha cho mạng chó này. A Cửu quăng cho Hạ Thiên một ánh mắt, ngay sau đó tịch thu túi đồ cá nhân Phương Thiên Tề mang theo, vừa đọc thư mời, vừa xem trong túi có còn vật giá trị gì khác hay không. Được rồi, tên ngốc ngươi có thể cút. Hạ Thiên cũng không quản A Cửu có ý gì, trực tiếp nhấc cổ áo Phương Thiên Tề, tiện tay ném ra ngoài, về phần người này có sống được không thì không có bất kỳ quan hệ gì đến hắn. Lại còn là du thuyền xa hoa, xem ra những người này cũng rất biết hưởng thụ. A Cửu cầm lấy vé tàu xem lướt qua, liền không có hứng thú, đây chỉ là một tấm vé lên du thuyền tư nhân bình thường thôi, thông thường loại du thuyền xa hoa này chuyên dùng để đánh bạc, không sai, chính là chủng loại hay thấy trong phim ảnh kia. Chính là kiểu lái thuyền đến hải phận quốc tế đánh bạc ăn chơi nhảy múa, ném tiền như rác. Trong thư mời cũng không còn gì đặc biệt, phân tích từ mặt chữ thì chỉ là muốn mời người khác tới tham gia tụ hội tư nhân trên du thuyền, về phần có ám ngữ gì không, A Cửu nhất thời cũng nhìn không ra. Thứ duy nhất có vẻ đặc biệt là tờ danh sách viết tay kia, phía trên đã viết 7-8 tên người, cùng với thông tin về thân phận của bọn họ, còn có mức tài sản, coi bộ đây là Phương Thiên Tề tự ghi chép, để đến lúc đó dễ dàng lên thuyền tìm những người này lừa gạt ít tiền. Ủa, Hạ Thiên liếc qua danh sách, không khỏi hô nhẹ một tiếng. A Cửu ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên, sao vậy? Có một cái tên nhìn rất quen mắt, tại sao bà ấy lại xuất hiện ở đây? Hạ Thiên đưa tay chỉ cái tên xếp thứ 3 trên danh sách, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Trên đó viết, Ninh Tố Nga, đại biểu Liễu Gia, mục đích mua tin tức. Ninh Tố Nga, A Cửu không giải thích được hỏi, thì sao, chàng quen à? Hạ Thiên gật đầu, đây là bà nội của vợ Vân Mạn, cũng là mẹ của vợ Mộng Mộng. Tại sao bà ấy lại có mặt trên danh sách này, chờ tí, ta bắt tên ngốc đó quay trở lại hỏi một chút. Nói xong, Hạ Thiên đã không thấy tăm hơi. A Cửu sửng sốt một chút, mặc dù cô không quen với những người vợ khác của Hạ Thiên, nhưng cũng không có nghĩa là cô không biết đến họ. Nếu như Ninh Tố Nga trên danh sách này, đúng là bà nội của Liễu Vân Mạn, vậy thì sự tồn tại của Trường Sinh Hội kia cũng rất khả nghi, rất khó để không nghi ngờ nó không nhằm vào Hạ Thiên. Không tới vài giây đồng hồ, Hạ Thiên đã trở lại rồi. Người nọ đâu? A Cửu thuận miệng hỏi. Hạ Thiên hơi bất mãn bĩu môi, đã chết. Chàng giết hắn, A Cửu sửng sốt hỏi. Không phải là ta, Hạ Thiên lắc đầu, có một tên ngốc giết chết hắn, còn ngụy trang thành uống thuốc độc tự vẫn. Chuyện này hơi kỳ quái. A Cửu khẽ trao đôi mày đẹp, trong thời gian ngắn như vậy đã bị người ta giết, hoặc là hắn vẫn luôn bị theo dõi, hoặc là chúng ta bị theo dõi. Hạ Thiên xem thường nói, đám ngu ngốc đi theo chúng ta rất nhiều nhưng không phải do bọn họ làm. Ặc, mới đầu A Cửu không hiểu Hạ Thiên nói vậy là ý gì, có người đi theo chúng ta. Luôn luôn có, Hạ Thiên lại bày ra biểu tình thế mà nàng lại không biết, Cửu nha đầu, nàng không phát hiện à. A Cửu mở to mắt, có chút không dám tin nói, có người đi theo, tại sao chàng không đuổi bọn họ đi, chàng thích bị giám thị lắm hả? Những tên ngốc kia cũng không dám tới gần ta trong phạm vi 10 dặm, cho dù có giết chết bọn họ cũng sẽ có người mới bổ sung. Hạ Thiên rất là xem thường, cho nên chỉ cần bọn chúng không chọc đến ta, ta còn chẳng thèm để ý tới bọn chúng. Phạm vi 10 dặm, A Cửu hết nói nổi, không nhịn được tuôn ra một câu chửi thề, vậy mà chàng còn gọi là theo dõi. Hạ Thiên hỏi ngược lại, nếu không thì gọi là gì? Thôi, mặc kệ chàng, A Cửu khoát tay. Giờ danh sách lên trước mặt Hạ Thiên, đối với Trường Sinh Hội này, chàng có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì, Hạ Thiên lắc đầu, lại nói tiếp, nhưng nếu Ninh nãi nãi đã đi, ta nhất định phải đi qua xem một chút,
nếu không sau này vợ Vân Mạn và vợ Mộng Mộng biết được sẽ không vui. Chúng ta có nên chờ tin tức bên Ứng Hiểu Nguyệt không? A Cửu nhớ tới còn một chuyện quan trọng khác, cô ta đã nói hôm nay sẽ đưa vé tàu cho chúng ta mà. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng nói, Cửu nha đầu, chúng ta muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, không cần phải chờ người đàn bà kia. Có chuyện cô ta cũng sẽ tới tìm chúng ta. Đi, vậy trước tiên đi xem trường sinh hội này rốt cuộc có lai lịch ra sao. Trong lòng A Cửu có một số việc cũng muốn làm cho rõ ràng, trường sinh hội này lại có được công pháp của âm y môn, không thể không nói tai mắt cũng có bản lĩnh thông thiên rồi. Loại pháp môn hành khí này chỉ có đệ tử âm y môn từng đi qua đảo Sương Nguyệt mới nhận được. Hoặc là trong tổ chức này có người từng đi đến đảo Sương Nguyệt, hoặc là có đệ tử âm y môn ở đảo Sương Nguyệt dám bán công pháp ra ngoài, miễn bàn là loại nào, cũng đại biểu cái tổ chức này không hề đơn giản. Vào đêm, hai người Hạ Thiên và A Cửu cùng tới bến cảng, mặc dù vé tàu chỉ có một tấm, nhưng vậy là đủ rồi. Thật ra mà nói, dù không có vé tàu, Hạ Thiên cũng có thể mang theo A Cửu bình yên vô sự đi lên chiếc du thuyền này. Chương 2327. Đạo ca. Tân Cảng là thành phố cảng lớn nhất phương Bắc, đương nhiên cũng có bến tàu lớn nhất phương Bắc. Hạ Thiên và A Cửu muốn tìm một chiếc du thuyền xa hoa đang thả neo ở bến tàu này, lấy tên cũng khá là khí phách, gọi là Trường Sinh Đế Quân. Chiếc du thuyền này vẫn khá là dễ tìm, chủ yếu do ngoại hình cùng màu sắc mang đậm bản sắc Trung Quốc. Chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra nó giữa một đám du thuyền. Hai người đang muốn đi về phía chiếc du thuyền kia, một người trẻ tuổi phía trước bỗng nhiên nôi một tiếng, sau đó lảo đảo ngã về phía sau, sau khi liên tiếp đụng ngã vài người, sắp đụng đến A Cửu. Bốp, Hạ Thiên một cước đạp qua, nhưng cũng không dùng sức lắm, chẳng qua chỉ đá người này qua một bên. Ngươi làm gì vậy, thấy người ta ngã xuống không đỡ thì thôi, tại sao còn đá người? Người nọ nhảy lên khỏi mặt đất, chỉ vào Hạ Thiên liền mắng xối xả. Chung quanh không ít người đi đường nghe thấy tiếng ồn ào, không khỏi rối rít ngừng lại hóng chuyện. Đá tên ngốc nhà ngươi đấy, Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Tính tình người nọ cũng khá dữ dội, hừ lạnh nói ơ, mọi người nghe xem, còn dám mắng chửi người ta, đụng người ta còn dám lên mặt, nếu ta bị gì thì các ngươi đẹp mặt với ta. Nếu như ngươi muốn đòi tiền thì ta khuyên ngươi nên thôi đi. Nếu không ngươi có thể bị đánh đấy. A Cửu đã quá phiền đến không thể phiền hơn với loại chuyện thế này, bất kể đi đâu luôn có người muốn bắt nạt người mới đến, người này đoán chừng cũng là nhìn thấy cô và Hạ Thiên giống một cặp tình nhân trẻ tuổi, cho nên muốn tìm cớ vòi ít tiền. Ngươi nói sao, ta vòi tiền, người tuổi trẻ kia giống như nghe được một chuyện rất buồn cười, sao ngươi không vào trong thành phố hỏi thăm xem, Trương Cao ta là loại người đó sao? Nói xong, người này còn không ngừng vẫy gọi những người đi đường xung quanh, thấy người vây ngày càng nhiều, hắn thuận thế nằm luôn xuống đất, mọi người phân xử giúp ta với, hai người này vô duyên vô cớ đạp ta một đạp không nói, còn vũ nhục bảo ta vòi tiền, thử hỏi còn lý lẽ gì không? Hôm nay các người không chịu nói rõ ràng thì đừng hòng đi. Quần chúng vây xem phần lớn không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là nghe người trẻ tuổi kia lớn tiếng la hét, mọi người cười cợt tỏ vẻ việc không liên quan đến mình. Sau đó lấy điện thoại di động ra hết quay rồi chụp, đoán chừng là định đăng lên trang cá nhân hoặc blog, nói không chừng còn kiếm được một ít người hâm mộ. Ngươi là loại người nào thì liên quan gì đến ta? Hạ Thiên có chút khó chịu nói, ngươi muốn trộm ví tiền của mấy tên ngốc kia thì cứ đi trộm đi, tốt nhất đừng đến phiền ta. Còn dám làm nhục người khác, ngươi mới là phường móc túi, cả nhà ngươi đều là. Trương Cao miệng thì mắng, nhưng trong lòng cũng thầm chột dạ. Làm sao người này biết ta là tên móc túi? Hạ Thiên tàn bạo trừng mắt nhìn Trương Cao, nếu không nhường đường, ta đánh ngươi bây giờ. Người trẻ tuổi kia nhìn Hạ Thiên mặc dù vẻ mặt tùy ý, nhưng trong ánh mắt hàm chứa vẻ uy nghiêm, nháy mắt đã khiến hai đầu gối hắn đau tới mức muốn quỳ xuống luôn, trong lòng cũng biết người này không dễ chọc. Nhường thì nhường, hôm nay tâm trạng ta tốt, tha cho các ngươi đó. Người này từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ cái mông, sau đó xông thẳng vào đám người, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. A Cửu cảm thấy người này tới có chút kỳ quặc, đi cũng có chút kỳ quái, nhưng bây giờ cũng lười đi truy cứu, du thuyền đã bắt đầu soát vé rồi, không cần thiết trễ nãi vì mấy chuyện còn con này. Hạ Thiên và A Cửu mới vừa đi không bao lâu, trong đám đông đã có người kinh hô, ai nha, ví tiền của ta tại sao không thấy đâu. Điện thoại di động của ta cũng mất rồi, mới vừa còn cầm trong tay quay phim mà. Nhất định là tiểu tử mới vừa rồi trộm,
vậy đôi tình nhân trẻ tuổi kia nói không chừng cũng là đồng bọn. Đám đông bắt đầu rối loạn, mà Trương Cao kia đã chạy đến một chỗ hẻo lánh, sau đó bị người ta chặn lại. Trương Cao, người đi đâu đó, bảo đi trộm ít đồ sao ngươi lại tay không trở về. Một tên mặt sẹo vừa chạm mặt liền tuôn ra một trận chửi mắng xối xả. Trương Cao cúi đầu xuôi tay, cợt nhả nói, đạo ca, hai người kia cũng không phải hiền lành gì, ta không dám ra tay. Có gì mà không dám, không phải chỉ là một đôi tình nhân trẻ tuổi thôi à. Mặt sẹo vung một cái tát qua, xem bộ dạng bọn hắn, chính là muốn đi ngồi du thuyền, trên người nhất định có tiền, ngươi chỉ cần đưa những thứ trên người bọn họ cho ta, toàn bộ tiền đều thuộc về ngươi. Thật sự không dám, Trương Cao vẫn lắc đầu, ngươi không nhìn thấy ánh mắt người đàn ông kia đâu, giống như là muốn giết ta ấy. Ta cũng cảm thấy tiểu tử kia khẳng định đã từng giết người, nếu không ánh mắt sẽ không đáng sợ như vậy. Sợ cái rằm ấy, mặt sẹo mắng xa xả, hôm nay là ngày cuối cùng, chuyện chưa hoàn thành, tiền cũng không còn bao nhiêu, không trả dứt nợ đến lúc đó thì đừng trách ta chặt hai tay của ngươi. Đừng, đừng mà, Trương Cao bịch một tiếng quỳ mọp xuống. Dập đầu nói, đạo ca, cho ta thêm một cơ hội được không, nể tình chúng ta cùng lớn lên từ một con hẻm, giúp đệ đệ lần này đi. Mặt sẹo cau mày, làm bộ như do dự một lúc lâu, sau đó nhỏ giọng nói, được, ca ca ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu còn không được, ngươi tự nhảy xuống biển, đừng lãng phí nước miếng của ta, có nghe không? Nghe rồi, vẫn là đạo ca trượng nghĩa, bất kể chuyện gì, chỉ cần ngươi mở miệng, Trương Cao ta tuyệt đối sẽ làm thật ổn thỏa. Chương 2328. Nhiệm vụ. Trương Cao đầy tự tin địa vỗ ngực một cái. Đây là vé tàu giá rẻ nhất. Mặt sẹo bỗng nhiên đưa cho Trương Cao một tấm vé tàu, vừa chỉ con tàu Trường Sinh Đế Quân, người đi lên đó giúp ta trộm mấy món này. Chỉ cần đắc thủ ta bảo đảm xóa hết nợ nần trước đây của ngươi, hơn nữa ta còn cho ngươi 3 vạn đồng phí dịch vụ. Mắt Trương Cao sáng lên, loại chuyện này thật ra thì hắn cũng không ngạc nhiên, ai bảo nơi này là cảng lớn nhất phương Bắc. Loại trộm vặt móc túi giống như hắn tự nhiên cũng phải dựa vào nước để kiếm cơm, thường xuyên tùy tiện trộm một tấm vé tàu hạng thấp nhất lẫn vào du thuyền xa hoa, sau đó thì trên trời dưới biển mặc cho hắn trộm, thu hoạch thế nào tự nhiên không cần phải nhiều lời. Chờ đã, đạo ca, rốt cuộc ngươi muốn ta trộm thứ gì vậy? Con ngươi Trương Cao đảo một vòng, lại cảm thấy chuyện cũng không đơn giản như vậy, ngươi cũng biết mấy tầng cao cấp nhất ta không lên được, muốn trộm ở đó cũng không có cơ hội. Mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, ngươi có lựa chọn sao? Vậy được rồi, Trương Cao nhìn thần sắc đao ba kiểm, lại nhìn hai tay của mình, đành phải cắn răng gật đầu, đạo ca ngươi muốn trộm cái gì? Mặt sẹo thản nhiên nói, cặp tình nhân vừa rồi chắc ngươi cũng nhớ mặt. Bọn họ ở trên thuyền mua cái gì, thì ngươi trộm cái đó, hiểu không? Vẻ mặt Trương Cao biến đổi, theo bản năng đã định cự tuyệt, lời nói đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Hắn biết là nếu hắn dám nói chứ không, mặt sẹo đoán chừng sẽ chém hắn ngay tại chỗ. Bên kia, Hạ Thiên và A Cửu đang xếp hàng lên thuyền. Ngươi là Phương Thiên Tề, Phương Lão Tiên Sinh, thủy thủ kiểm tra vé tàu hoài nghi đánh giá Hạ Thiên cùng A Cửu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có vấn đề gì sao? À, không có vấn đề gì cả. Thuyền viên kia gật đầu, vẻ mặt chỉnh trọng trả vé tàu cùng thư mời lại cho Hạ Thiên. Phương Tiên Sinh ngài là khách nhân tôn quý nhất của công ty chúng ta, sau khi lên thuyền sẽ có quản gia đặc biệt chịu trách nhiệm tất cả mọi việc của hai người ở trên thuyền, chúc ngài cùng ngài phu nhân một chuyến đi vui vẻ. Hai người vừa lên thuyền, tự nhiên có người đàn ông trung niên mặc đồng phục quản gia kiểu Anh tiến lại, vô cùng cung kính nói, Phương Tiên Sinh, Phương Thái Thái, chào buổi tối, ta tên là William, là quản gia riêng của hai người trong chuyến đi lần này, trước tiên mời hai người đi xem phòng một chút, mời đi theo ta. Làm phiền, A Cửu khách khí nói. Dưới sự dẫn đường của quản gia William, Hạ Thiên và A Cửu đi thang máy, một đường đi công viên trung tâm, hành lang, phòng tập thể dục. Thậm chí còn có sân đánh gôn, sau đó lên thẳng tầng 9. Phòng của hai vị là phòng số 907, đây là phòng cao cấp nhất trong cả du thuyền, còn hào hoa hơn cả phòng tổng thống, khách sạn 5 sao, nó gồm có. Tạo thành William vừa mở cửa phòng, vừa giới thiệu cặn kẽ mọi công trình trong ngoài phòng với Hạ Thiên cùng A Cửu. A Cửu cũng không quan tâm quá nhiều đến việc hưởng thụ cuộc sống, Hạ Thiên càng không để ý, cho nên chẳng qua chỉ tùy ý nghe trong chốc lát, liền đuổi quản gia đi rồi. Xa hoa như vậy, xem ra Trường Sinh chủ kia phải mất chút máu rồi.
A Cửu nghiêng người tựa trên ghế salon bằng da thật, đưa mắt đánh giá bốn phía, nói vậy chứ đoán chừng đến hội giao lưu hắn sẽ hút máu lại thôi. Hạ Thiên cười hì hì, nói với A Cửu, Cửu nha đầu, phía ngoài có một bể bơi, chúng ta đi bơi đi. Không đi, A Cửu quả quyết cự tuyệt, cô thừa biết trong lòng đồ lưu manh này nghĩ khẳng định không phải là bơi lội gì cả, tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng thỏa mãn. Cửu nha đầu, giường nơi này cũng rất lớn rất mềm, nếu không chúng ta ngủ một lát đi. Hạ Thiên vừa nhảy lên trên giường, nói với A Cửu. A Cửu vẫn lắc đầu, ta không ngủ, chưa muốn ngủ. Chưa kể cơm tối còn chưa có ăn đâu. Quản gia kia đã nói, bữa ăn tối có thể trực tiếp đưa vào phòng mà. Hạ Thiên thuận miệng nói. A Cửu lườm hắn một cái, tức giận nói, lười chết chàng rồi. Được, vậy chúng ta đi ăn cơm tối nhé. Hạ Thiên chiều theo ý A Cửu, Cửu nha đầu, nàng muốn ăn gì? Tùy chàng, A Cửu cảm thấy phải tìm cho Hạ Thiên chút chuyện làm, nếu không cuối cùng khẳng định vẫn sẽ trốn không thoát chuyện đó, cho nên đứng dậy đi vào phòng cất quần áo tham quan, quả nhiên bên trong đã chất đầy các loại trang phục hàng hiệu. 2 giờ sau, A Cửu rốt cuộc đã thay y phục xong, dĩ nhiên cũng thuận tiện đổi một bộ cho Hạ Thiên, mặc dù hắn không tình nguyện cho lắm. Cơ hồ mỗi một tầng đều có phòng ăn của mình, nhưng phòng ăn tầng 9 này cũng là nơi cao cấp nhất, đầu bếp nơi này cũng là đầu bếp được mời tới từ các nhà hàng cao cấp nhất thế giới, bất kể ngươi muốn ăn thức ăn ngon của quốc gia hay khu vực nào, cũng đều có thể thỏa mãn. Căn cứ nguyên tắc gần đây, A Cửu mang theo Hạ Thiên đến phòng ăn kiểu Pháp gần nhất. Người ở đây cũng không ít, đại đa số mọi người đều áo mũ chỉnh tề, nhìn qua rất an tĩnh cũng có chút hiểu cách. Dĩ nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Hạ Thiên cùng A Cửu mới vừa được nhân viên phục vụ dẫn tới một cái bàn, vừa ngồi xuống thì đã có một người nổi giận đùng đùng bước thẳng tới đây, đứng trước mặt Hạ Thiên, cất giọng mỉa mai, Hạ Thiên, không nghĩ tới ngươi lại có thể theo tới nơi này. Ta thật là xem thường ngươi, nhưng tốt nhất là ngươi nên tự mình biết mình, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Hạ Thiên đầu cũng không thèm ngẩng, tên ngốc nào đấy. A, ngươi còn giả bộ. Người này bị thái độ của Hạ Thiên chọc đến giận sôi lên, vung thẳng một quyền vào mặt Hạ Thiên. Dầm, một thân người nặng nề nện trên mặt đất, khiến cả phòng ăn cả kinh, mọi người bối rối nhìn về bên này. Chương 2329, Thái Giai Húc. Về việc có người tới đây kiếm chuyện ngay khi vừa mới lên thuyền không được bao lâu, A Cửu đã không còn thấy lạ nữa, chỉ là tùy ý hỏi một câu, chàng rước lấy phiền phức này từ đâu vậy? Ta không quen. Ta không biết đồ đần này nhô ra từ đâu. Hạ Thiên không thèm liếc mắt, cũng chẳng thèm nhìn người đến. Người đến nhất thời nổi trận lôi đình, chỉ vào Hạ Thiên rồi nói ơ, con mẹ nó, còn giả điên trước mặt ta là Thái Giai Húc, 1-2 ngày trước chúng ta còn gặp nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa nói như thế, Hạ Thiên mới có chút ấn tượng, ngày đó nửa đêm hắn và Triệu Thanh Thanh đang đi ăn khuya. Kết quả đụng phải một nhóm sinh viên đại học đang phát tờ rơi, tên này chính là tên Phú Nhị Đại theo đuổi Hứa Tiểu Quân trong nhóm đó. À, thì ra là tên đần nhà ngươi à. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút không để bụng, nói, có việc gì thì cứ nói, không có việc gì thì mau cút ngay, đừng quấy rầy ta và Cửu nha đầu ăn cơm. Lúc này Thái Giai Húc mới chú ý tới A Cửu ở bên cạnh, chỉ vừa nhìn liền bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng. Hắn vốn cho rằng Triệu Thanh Thanh đã là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, không ngờ rằng nữ nhân ở trước mắt này cũng không hề thua kém chút nào, trong lòng nhất thời nổi lên lòng đố kỵ vô hình. Tên Hạ Thiên này rõ ràng trông như một tên loser, làm sao bên người luôn có đại mỹ nữ đi cùng, mà ta chỉ đuổi theo một Hứa Tiểu Quân lại tốn nhiều công sức đến vậy. Hạ Thiên, người đúng là chẳng ra gì. Thái Giai Húc gần như là cắn răng nghiến lợi, mắng Hạ Thiên, nữ hiệp Thanh Thanh yêu ngươi như vậy. Ngươi lại nuôi nữ nhân khác ở sau lưng nàng, ngươi quả thật. Hạ Thiên lườm hắn một cái, không vui nói, liên quan gì đến đồ đần nhà ngươi. Ngươi, Thái Giai Húc trong nháy mắt nghẹn họng đến nỗi ngậm miệng không nói nên lời, chỉ là ngoài miệng vẫn không cam lòng, nói, hừ, ngươi đợi đấy, ta sẽ báo bộ mặt thật của ngươi cho nữ hiệp Thanh Thanh biết. Hạ Thiên bĩu môi, đồ ngu. Nếu ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy, tại sao còn dây dưa với Tiểu Quân mà không tha? Lại còn đi theo lên thuyền. Thái Giai Húc vẫn tức giận khó nguôi, trừng mắt nhìn Hạ Thiên một cách dữ tợn, ta không ngại nói cho ngươi biết, Tiểu Quân đã đáp ứng làm bạn gái của ta, tốt nhất là ngươi đừng có ý đồ với nàng, bằng không thì ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi.
ngươi thích nữ nhân xấu là chuyện của ngươi, nhưng đừng có hạ thấp con mắt thẩm mỹ của ta như ngươi. Hạ Thiên nghe vậy, trong lòng hơi khó chịu, nữ nhân tên là Hứa Tiểu Quân kia ngay cả tư cách làm tiểu lão bà của hắn cũng không có. Thái Giai Húc cảm nhận được sự khinh thường trong giọng điệu của Hạ Thiên, lập tức cảm thấy nhục nhã, không khỏi phẫn nộ quát, Hạ Thiên, mẹ nó, ngươi có ý gì? Ý là ngươi mau cút ngay. Hạ Thiên lộ vẻ mất kiên nhẫn, bằng không thì ta sẽ đánh ngươi. Ha ha, đánh ta hả? Lúc này, Thái Giai Húc nhìn thấy có mấy tên bảo vệ trên du thuyền đang đi tới đây, thế là lớn tiếng nói, bảo vệ, các ngươi tới đây một chút. Có bốn tên bảo vệ đi tuần nghe được giọng nói của Thái Giai Húc, lập tức bước tới, một tên bảo vệ trong đó đeo kính râm nhẹ giọng dò hỏi, tiên sinh, không biết là có chuyện gì vậy? Ta nghi người này có khả năng là không có vé tàu, hoặc là cầm vé tàu tầng thấp nhất, nhưng lại trà trộn vào tầng trên. Thái Giai Húc chỉ vào Hạ Thiên, tỏ thái độ vinh mặt hất hàm sai khiến, nói với bảo vệ, mục đích của hắn khẳng định không chính đáng, tốt nhất là các ngươi kiểm tra thử, hoặc là trực tiếp đuổi hắn ra khỏi thuyền, để tránh đến lúc đó lại xảy ra chuyện. Trực tiếp đuổi khỏi thuyền đương nhiên là chuyện bất khả thi, dù thuyền đã rời bến, cho dù có người trà trộn vào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể tạm thời giam giữ ở trên thuyền, chờ thuyền cập bến rồi giao lại cho cảnh sát. Tiên sinh, có thể mời ngài trình vé tàu một chút, được không? Vị bảo vệ đeo kính râm kia đánh giá quần áo trên người Hạ Thiên, phát hiện đều là nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng cảm giác khí chất trên người có chút không tương xứng, giống như là quần áo ăn trộm được. Vẻ mặt của Hạ Thiên không vui, tại sao ta phải cho ngươi xem? Ánh mắt của tên bảo vệ đeo kính râm kia căng thẳng, con mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên, tiên sinh, mời ngài hợp tác một tí, đừng làm bọn ta khó xử. Nếu mà ta không hợp tác thì sao đây? Hạ Thiên cười hì hì đáp lại. Vì nghĩ cho sự an toàn của các hành khách trên thuyền, nên bọn ta đành phải áp dụng một vài phương pháp không quá thân thiện cho lắm. Bốn tên bảo vệ đó không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt đưa tay sờ vào gậy cảnh sát bên hông, hiển nhiên cảm thấy Hạ Thiên đang không chịu hợp tác, nói không chừng thật có vấn đề. Hạ Thiên cười truy hỏi, phương pháp gì? Đừng làm rộn, cho bọn họ xem. A Cửu cảm thấy Hạ Thiên muốn gây sự, không nhịn được đá nhẹ hắn một cái ở dưới gầm bàn. Bọn họ lên thuyền là vì điều tra buổi giao lưu gì đó, tốt nhất là đừng gây thêm rắc rối, như dân gian ta có câu tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đồ đần, bắt lấy. Hạ Thiên ở phương diện này quả thật rất nghe lời vợ của mình, trực tiếp móc tấm vé tàu của Phương Thiên Tề kia ra, tiện tay đưa nó cho một tên bảo vệ trong đó. Chương 2330. Lấy mạng bất cứ lúc nào. Bảo vệ đeo kính râm vừa nhìn thấy con dấu đặc thù trên tấm vé, lập tức sợ hết hồn. Đây chính là khách hàng chí tôn trên du thuyền, ở trên thuyền có được đặc quyền không thể tưởng tượng nổi, đó cũng không phải là người mà bọn họ có thể thất lễ a, thì ra là Phương Thiên Tề tiên sinh tôn kính, chào ngài. Thái Giai Húc cũng ngắm tấm vé, lập tức nở nụ cười, cái gì mà Phương Thiên Tề, hắn tên Hạ Thiên, chính là một tên loser, không có tiền mua vé tàu, lai lịch của tấm vé này khẳng định là bất chính, các ngươi mau bắt hắn lại. Ngươi có chắc không? Bảo vệ đeo kính râm nhìn về phía Thái Giai Húc, giọng điệu nghiêm túc hỏi ngược lại. Đương nhiên chắc rồi, hai ngày trước ta còn gặp hắn. Thái Giai Húc thấy người bảo vệ này vậy mà chất vấn hắn, sắc mặt rất là khó chịu, người bị sao thế, ta chính là khách hàng cao cấp của du thuyền ngươi, cha ta cũng có rất nhiều giao dịch qua lại với công ty của các ngươi, mẹ nó, nếu ngươi còn hoài nghi ta, ngươi còn muốn làm không? Bảo vệ đeo kính râm cười làm lành nói, chỉ là trong tay hắn cầm vé tàu khách hàng chí tôn, nếu như sai, phỏng chừng bọn ta sẽ bị đại phó tàu trực tiếp ném xuống biển cho cá ăn. Không thể sai được, Thái Giai Húc tỏ vẻ xem thường hất cằm lên, liếc nhìn Hạ Thiên, ngươi xem tên đó trông nghèo túng như thế, thì sao có thể là khách hàng chí tôn gì được. Khẳng định là vé tàu đó không phải trộm thì chính là cướp, nói không chừng vị Phương Thiên Tề gì đó đã bị tiểu tử này bắt cóc. Các ngươi kiểm tra thử. Nói không chừng còn có thể lập công nữa. Bảo vệ đeo kính râm vẫn chưa thể hạ quyết tâm, dù sao thể diện của khách hàng chí tôn ở trên thuyền thật sự là quá lớn, về mặt địa vị thậm chí còn hơn cả thuyền trưởng, chỉ đứng sau boss lớn của công ty bọn hắn. Điều này cũng làm cho hắn sợ Hạ Thiên, lỡ mà Hạ Thiên thật sự là Phương Thiên Tề tiên sinh, nhưng cũng sợ Hạ Thiên không phải là Phương Thiên Tề tiên sinh chân chính. Cho dù là trường hợp nào, một khi bọn hắn làm sai, thì bọn hắn tuyệt đối không thể chịu được loại hậu quả đó. Thái Giai Húc hiển nhiên không có nỗi lo ấy,
trong lòng cực kỳ bất mãn mắng, bảo vệ các ngươi bất tài như vậy cơ à. Rõ ràng là tên giả mạo mà cũng không nhìn ra, trực tiếp bắt lại, đối chiếu tài liệu và danh sách một thoáng chẳng phải sẽ biết ngay sao. Hạ Thiên chẳng muốn nói nhảm nữa, duỗi tay nắm lấy cổ áo của Thái Giai Húc, trực tiếp ném hắn ra ngoài, tiến vào hồ nước khoáng ở bên ngoài phòng ăn. Bảo vệ đeo kính râm nhìn thấy tình huống này, lập tức móc gậy cảnh sát ra, kêu gọi ba tên đồng nghiệp khác vây Hạ Thiên lại, vị tiên sinh này, trên thuyền cấm sử dụng vũ lực, người nhất định phải theo chúng ta đi tới phòng bảo vệ một chuyến. Ta không có hứng thú, cũng không rảnh chơi với các ngươi. Hạ Thiên không vui nói, không muốn ăn đòn, thì mau cút ngay. Bảo vệ đeo kính râm hừ lạnh một tiếng, thế thì đừng trách bọn ta dùng thủ đoạn cưỡng chế. Tại sao đồ đần lúc nào cũng không nghe lời vậy? Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ hỏi A Cửu. A Cửu không vui nói, nếu như ai đều nghe lời, thì trên thế giới đã không có nhiều chuyện rắc rối đến vậy. Cửu nha đầu, nàng nói rất đúng. Hạ Thiên cười hì hì, cho nên, đồ đần nên nghe lời một chút thì tốt hơn, không nghe lời thì ăn đòn. Ngươi muốn làm gì? Bảo vệ đeo kính râm cảm thấy Hạ Thiên có gì đó không đúng, lập tức quát bảo ngưng lại, nói ta khuyên ngươi chớ làm loạn. Trên thuyền có 500 bảo vệ, còn có một vài đỉnh cấp vệ sĩ được thuê, động thủ với bọn ta, cũng không phải là ý kiến hay đâu, thành thật đi theo bọn ta một chuyến, đây mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Ta là William, các ngươi muốn làm gì chủ nhân của ta vậy? Quản gia William không biết từ lúc nào mà đã xuất hiện trong phòng ăn, đứng ngay ngắn ở bên cạnh, như là một cây bút dựng đứng. Bảo vệ đeo kính râm liếc nhìn William một cái. Hắn đương nhiên biết trên thuyền sẽ phân phó quản gia cho một vài khách hàng VIP, nhưng người quản gia này lại có huy hiệu số 11 ở trước ngực. Điều này liền nói rõ vị khách mà hắn tiếp đãi ở trên thuyền là khách quý số 11, đây cũng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội. Quản gia William, bọn ta nghi ngờ thân phận của người này là giả, vé tàu có thể là trộm hoặc là cướp. Bảo vệ đeo kính râm chỉ vào Hạ Thiên, chậm rãi nói, có người đã chỉ ra và chứng minh hắn căn bản không phải là Phương Thiên Tề tiên sinh. Vừa nãy hắn còn sử dụng vũ lực, cho nên chúng ta muốn mang hắn tới phòng bảo vệ để tra khảo. Quản gia William thản nhiên nói, vé tàu ở trên tay hắn, thế thì hắn chính là Phương Thiên Tề tiên sinh. Quy củ trên thuyền, người phải hiểu, nếu như không có chứng cứ 100%, thế thì không thể có tí thất lễ nào đối với hành khách. Chuyện này, bọn ta còn chưa có chứng cứ xác thực. Bảo đeo vệ đeo kính râm đương nhiên không có chứng cứ 100%. Cũng chỉ là nghe từ phía Thái Giai Húc mà thôi. Quản gia William mỉm cười nói, thế thì xin lỗi chủ nhân của ta đi, sau đó tự mình đi lĩnh phạt với đại phó tàu hoặc là thuyền trưởng đi. Thật, thật xin lỗi. Bảo vệ đeo kính râm quyết đoán cúi người xin lỗi Hạ Thiên, việc này là do bọn ta lỗ mãng, kính xin tha thứ. Hạ Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian với những người này, khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ mau cút đi. Chủ nhân, xin yên tâm hưởng thụ bữa sáng, sẽ không còn ai làm phiền các ngươi nữa. Quản gia William tất cung tất kính nói, có yêu cầu gì xin cứ việc phân phó, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Ngươi cũng cút đi, Hạ Thiên thuận miệng nói. Quản gia William mỉm cười cúi đầu, bèn xoay người rời đi. A Cửu nói với Hạ Thiên, không nghĩ tới quản gia kia còn có chút hữu dụng. Ha ha, đâu chỉ là có chút hữu dụng, loại quản gia này quả thực diệu dụng vô cùng. Hành trình còn rất dài, các ngươi cần phải từ từ trải nghiệm. Một vị nữ tử trung niên hơi có chút ung dung hoa quý đang chậm rãi đi tới bên cạnh Hạ Thiên và A Cửu, nheo mắt cười, nhưng mà, nếu các ngươi vi phạm một số điều cấm, thì loại quản gia thành thật đáng tin này, sẽ lấy mạng các ngươi bất cứ lúc nào. Chương 2331, Lan. Hạ Thiên nhìn nữ nhân này một cái, bất mãn và hỏi, ngươi là ai? À, quên giới thiệu bản thân. Nữ nhân trung niên nheo mắt cười ha ha, nhìn A Cửu rồi nói, ta họ Hạ, tên là Hạ Khỉ Tư, Cửu cô nương hẳn là quen biết ta. Cửu nha đầu, nàng biết nữ nhân xấu này à? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Một người bán nước hoa và mỹ phẩm, trong giọng nói của A Cửu lộ ra một chút vẻ không vui, trước đây y tỷ tỷ từng giúp công ty các nàng cải thiện phương pháp phối chế nước hoa, xem như là từng qua lại. Hạ Khỉ Tư cười khẽ ba tiếng ha ha ha. Trên mặt lộ ra vẻ trêu đùa, Cửu cô nương, ngươi nói như vậy có hơi quá mức bạc tình bạc nghĩa. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? A Cửu vô cùng nghi ngờ nhìn nữ nhân này, nếu như ngươi ở đây, tên đó hẳn là cũng đang ở đây thì phải. Đúng thế, đương nhiên là đang ở đây, Cửu cô nương muốn đi gặp thử không?
Hạ Khỉ Tư không khỏi lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường, từ khi công ty bọn ta chuyển từ thành phố Quế qua Tinh Đảo, chúng ta ít nhất có 10 năm chưa gặp lại thì phải. A Cửu khó chịu nói, thôi đi, với loại người như các ngươi, tốt nhất là vĩnh viễn đừng gặp lại. Lời này có chút mất lương tâm, Hạ Khỉ Tư kéo cái ghế, ra dáng như thể muốn ngồi bên cạnh A Cửu, nói thế nào thì chúng ta cũng xem như quen biết đã lâu, tha hương gặp lại bạn cũ, chẳng phải ngươi nên mừng rỡ sao. Mặc dù không biết ngươi có ân oán gì với Cửu nha đầu, nhưng Cửu nha đầu không thích, nữ nhân xấu nhà ngươi nên cút sang một bên đi. Hạ Thiên lườm nữ nhân này một cái, rất là bất mãn nói. Hạ Khỉ Tư liếc mắt lườm Hạ Thiên, cười với A Cửu rồi nói, đây chính là nam nhân mà ngươi chọn ư. Ánh mắt của ngươi chẳng ra gì cả. Chí ít tốt hơn ngươi gấp vạn lần. Mặc dù A Cửu bình thường ngoài miệng không ưa thích Hạ Thiên là bao, thế nhưng lại không cho phép người khác nói hắn như vậy. Với lại, ta khuyên ngươi chớ chọc giận hắn, nếu không thì ngươi và cả tên kia đều sẽ chết rất thảm. Ồ, tiểu nam nhân mà ngươi tìm có lợi hại như vậy không đấy? Hạ Khỉ Tư đương nhiên không tin A Cửu, có chút khinh bỉ nhìn Hạ Thiên, ta xem, hắn cũng chả có chỗ gì đặc biệt. A Cửu cười một tiếng, xúi giục nói, vậy ngươi cứ việc đi trêu chọc hắn đi. Tiểu nam nhân, ngươi tên là gì? Lúc này Hạ Khỉ Tư mới xoay người đối diện với Hạ Thiên. Nàng cảm thấy tướng tá của tiểu tử ở trước mặt ước chừng cũng chỉ 20 tuổi, vẻ mặt bướng bỉnh, ngoại trừ tính khí nóng nảy và chút sức lực đánh người lúc nãy ra, thì cũng không có chỗ gì đáng để nàng chú ý cả. Ta không phải là tiểu nam nhân, nữ nhân xấu ngươi tốt nhất là chú ý cách xưng hô của mình. Hạ Thiên rất khó chịu nhìn nữ nhân này, ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, và Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Cửu nha đầu không thích ngươi, ta cũng không thích ngươi. Cho nên tốt nhất là ngươi đi chết đi. Hạ Khỉ Tư khẽ biến sắc, lạnh lùng nói, thật sự là không đáng yêu chút nào, quả nhiên là cùng một ruột, đều không biết tốt xấu. Ngươi không biết tốt xấu là các ngươi, mau cút đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. A Cửu khá chán ghét nói. Ha ha, chuyện này e là có chút khó. Hạ Khỉ Tư lại nở nụ cười, nơi này chính là trên thuyền, ta cũng muốn cút xa một chút, nhưng chỉ sợ là không làm được. Huống chi, người trà trộn lên thuyền, chắc là vì buổi giao lưu, phải không? Vừa hay, bọn ta cũng tới tham gia buổi giao lưu. A Cửu thản nhiên nói, vậy thì sao? Không có sao chăng gì cả, chính là muốn nói cho ngươi. Hạ Khỉ Tư che miệng lại, cười ha 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 vài tiếng, năm đó Y Tiểu Âm và Âm Y Môn của nàng, chết sống cũng không đáp ứng bán đồ cho bọn ta, hiện tại chúng ta mua được từ buổi giao lưu, với chi phí chỉ bằng 1/3 giá tiền lúc trước. Không sao cả, Âm Y Môn đã không còn liên quan gì với ta nữa. Sắc mặt của A Cửu lạnh nhạt, nói với nữ nhân này, hơn nữa Âm Y Môn mà ngươi nói, với Âm Y Môn của Y Tỷ Tỷ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, các ngươi coi trùng bị ăn đến mức không còn xương. Vẫn còn sĩ diện như thế à, thừa nhận thất bại khó thế sao? Nụ cười của Hạ Khỉ Tư càng thâm ý, nhìn A Cửu rồi nói, không ngại nói cho ngươi biết thêm một tin, lần này chỉ cần mua được phương pháp luyện độc của Âm Y Môn. Thì công ty bọn ta sẽ lần nữa bắt tay tiến quân vào trong nước, đến lúc đó y nhân các cần phải nghênh chiến nha. A Cửu có chút hít khinh bỉ và phỉ nhổ nói, đầu óc ngươi có bệnh, các ngươi làm nước hoa mỹ phẩm, y nhân các là chuỗi bệnh viện, căn bản chẳng liên quan gì, nghênh chiến cái rắm. Không, sẽ liên quan. Hạ Khỉ Tư lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, được rồi, buổi giao lưu còn 1 giờ nữa sẽ bắt đầu, với tư cách là bạn cũ, ta cũng khuyên ngươi một câu. Nên rời thuyền sớm một chút, nếu không thì cái mạng nhỏ có thể sẽ bỏ lại đây. Khiêu khích xong, nữ nhân này rời bước liền muốn rời đi. Này, ai bảo ngươi rời đi đấy? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, gọi nữ nhân kia lại, Cửu nha đầu vừa nãy đã nói rõ, để ngươi lăn đi. Hạ Khỉ Tư khoanh tay, chào phúng nhìn Hạ Thiên, há, lá gan của ngươi quả thật rất lớn, vừa nãy dám động thủ đánh người ở đây, thế mà giờ còn dám uy hiếp ta nữa cơ à? Không phải uy hiếp, ngươi còn chưa xứng để ta uy hiếp. Hạ Thiên bĩu môi, để ngươi cút, thì ngươi lăn mau đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Chương 2332, đã lâu không gặp. Khẩu khí lớn thật, Hạ Khỉ Tư dùng một loại giọng điệu coi thường, nói trước tiên khoan nói đến chuyện ngươi giả mạo Phương Thiên Tề, coi như ngươi là Phương Thiên Tề chân chính, cũng không có tư cách nói với ta như vậy. Phương Thiên Tề là khách quý chí tôn số 11 trong buổi giao lưu. Còn ta là số 9, cao hơn ngươi 2 danh vị. Dựa theo quy củ của buổi giao lưu,
ngươi dám động thủ với ta, vậy thì chờ trừng phạt của Trường Sinh chủ. A, à, bốp, lời còn chưa nói hết, trên mặt nữ nhân này đã trúng một cái tát, trực tiếp đánh mặt nàng sưng cả lên, cả người cũng té lăn trên đất, như là quả bowling càng lăn càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Người trong phòng ăn đều trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc không thôi nhìn Hạ Thiên và A Cửu, trên chiếc thuyền này cấm tuyệt đối vũ lực, điều đó được viết rất rõ ràng trên vé tàu cùng với quy định hành khách được ban hành, nếu như vi phạm, rất có thể sẽ bị ném xuống biển cho cá mập ăn. Cuối cùng thì giờ cũng yên tĩnh hơn nhiều rồi. Hạ Thiên nhìn người trong phòng ăn đều đang lặng lẽ chuồn đi, liền cười với A Cửu rồi nói, lần này sẽ không ai làm phiền chúng ta ăn cơm nữa. A Cửu có chút cạn lời, hỏi, chàng còn có tâm trạng ăn uống được nữa à? Tại sao không chứ? Hạ Thiên hơi khó hiểu, Cửu nha đầu, nàng phải ăn nhiều lên, vóc dáng mới có thể càng đẹp hơn. Thế thôi đi, A Cửu nhàn nhạt cự tuyệt nói, ta rất hài lòng với vóc dáng bây giờ của mình, không cần đẹp hơn. Hạ Thiên lại không cảm thấy vậy, Cửu nha đầu, có thể trở nên đẹp hơn, tại sao phải cự tuyệt chứ? Cho dù đẹp hơn, cũng chỉ tiện nghi cho tên lưu manh chết bầm chàng thôi. A Cửu không vui nói. Nhưng mà nàng không phải cũng rất giãn. A, à, Hạ Thiên còn chưa nói hết lời, cái miệng đã bị tôm hùm mà A Cửu xiên chặn lại. A Cửu xấu hổ không ngớt nói, chàng đừng có không biết giữ mồm giữ miệng như vậy có được không, muốn nói gì thì có thể ra bên ngoài nói cơ mà. Chuyện này có cái gì mà không thể nói? Hạ Thiên tỏ vẻ phản bác. A Cửu xùy xùy nói, ta mặc kệ chàng. Ngay vào lúc này, mấy nam nhân vạm vỡ mặc âu phục màu đen, bên hông mang theo súng ống chậm rãi đi tới. Vừa nãy là hai vị động thủ đánh người, đúng không? Trên gương mặt của một nam nhân vạm vỡ trong số đó có hình xăm kỳ quái, đi tới trước mặt Hạ Thiên, nhẹ giọng hỏi. Cửu nha đầu, nàng động thủ đánh người à? Hạ Thiên kỳ quái nhìn A Cửu. A Cửu lườm hắn một cái, người động thủ là chàng. Ta không có động thủ đánh người, chỉ là đuổi hai tên đần làm phiền chúng ta ăn cơm mà thôi. Hạ Thiên dửng dưng như không nói. Ngữ khí của nam nhân vạm vỡ xăm mình kia cũng ôn hòa, cũng chẳng có bao nhiêu thù địch, dựa theo quy củ trên thuyền, bất kỳ ai sử dụng vũ lực trên thuyền, đều phải đi phòng thuyền trưởng, giải thích với thuyền trưởng. Hạ Thiên cười hì hì nói, vậy theo quy củ của ta, ai dám quấy rầy ta ăn cơm, ta sẽ ném người đó đi. Ở đây là trên thuyền. Nam nhân vạm vỡ xăm mình nhàn nhạt nói một câu, kính xin tuân thủ quy củ trên thuyền. Dù là ở đâu, ta đều chỉ có thể làm việc theo quy củ của mình. Hạ Thiên lười biếng nói, quy củ trên thuyền các ngươi tự đi tuân thủ, đừng làm phiền ta. 15 phút trước, có một hành khách tên là Thái Giai Húc báo ngươi sử dụng vũ lực với hắn. Trên mặt nam nhân vạm vỡ xăm mình vẫn là vẻ mặt lạnh như tiền, sau đó, lại có một vị phu nhân tên là Hạ Khỉ Tư báo cáo ngươi sử dụng vũ lực với nàng, đồng thời báo ngươi dùng vé tàu và thư mời khách hàng chí tôn giả mạo, cho nên, vì tránh những hiểu lầm không cần thiết, ngươi nhất định phải đi với bọn ta gặp thuyền trưởng. A Cửu sợ Hạ Thiên lại gây ra chuyện gì, nên bèn nói, được, bọn ta đi với các ngươi một chuyến. Cửu nha đầu, không cần đi với bọn đần này, Hạ Thiên khó hiểu nói. Được rồi, chàng đừng ăn nữa. A Cửu vỗ vai của Hạ Thiên, để hắn đứng lên, vốn dĩ cũng muốn gặp thuyền trưởng của bọn hắn một lần, bây giờ chẳng phải là cơ hội sao. Nếu A Cửu đã muốn đi, Hạ Thiên đương nhiên cũng sẽ không phản đối, chỉ là vét sạch thức ăn trên bàn, không có lãng phí một tí lương thực nào. Mời, nam nhân vạm vỡ xăm mình vẫn duy trì lễ phép cơ bản, dùng tay ra hiệu mời với Hạ Thiên và A Cửu. Hạ Thiên và A Cửu dưới sự dẫn đường của bọn hắn cùng rời khỏi phòng ăn. Chỉ là những nam nhân vạm vỡ này cũng không có mang bọn Hạ Thiên đến cái nơi gọi là phòng thuyền trưởng gì cả, mà là mang đến rìa của một bể bơi khổng lồ. Trong bể bơi, có một nam nhân trẻ tuổi đang ngâm mình trong đó, tựa lưng vào bờ, hai tay dang ra, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Hai người đợi ở đây một lát, thuyền trưởng chẳng mấy chốc sẽ gặp các ngươi. Sau khi nam nhân vạm vỡ xăm mình nói xong câu này, trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, nam nhân trẻ tuổi trong bể bơi cười hỏi, uống ly trà không? Không cần, A Cửu nhàn nhạt cự tuyệt nói, quay lưng nói với người khác, không thấy bất lịch sự à? Nam nhân trẻ tuổi cười ha ha, không để ý lắm, Cửu cô nương, nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn cứ thẳng thắn như ngày nào. Cửu nha đầu, đồ đần này là ai vậy? Hạ Thiên có chút khó chịu hỏi. A Cửu đáp lại, một tên đần. Ha ha ha,
cửu cô nương, ngươi nói chuyện thú vị thật đấy. Nam nhân trẻ tuổi lúc này mới từ từ xoay người lại, nhìn về phía Hạ Thiên rồi nói, ngươi chính là bạn trai của cửu cô nương phải không? Lần đầu gặp mặt, ngày xưa ta tên là Bạch Thiên Trì, bây giờ tên Ngô Bạch Đinh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chương 2333, chất vấn. Không quen biết, Hạ Thiên bĩu môi, có chút không ưa bộ dáng, cố làm ra vẻ, của tên đần này, ta cũng không có hứng thú chỉ giáo ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Ngô Bạch Đinh cười ha ha, con mắt khẽ liếc Hạ Thiên một cái, cao giọng nói, ngươi sẽ biết, hơn nữa kể từ hôm nay trở đi, ngươi còn sẽ nhớ kỹ tên của ta. Ta xưa giờ sẽ không nhớ tên của đồ đần. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vả lại, ngươi tìm bọn ta tới đây là có chuyện gì, nếu không nói, thì ta muốn cùng cửu nha đầu trở về phòng để đi ngủ. Không vội, đêm dài đằng đẵng, các ngươi có cả đống thời gian ngủ, hoặc là làm những thứ khác. Ngô Bạch Đinh tiếp tục dựa lưng xuôi theo bể bơi, ngửa người ra sau, cười nói, tìm các ngươi lại đây, đương nhiên là bởi vì có người tố cáo các ngươi, với tư cách là lão bản của cửa hiệu Trường Sinh Đế Quân, đương nhiên phải điều tra đôi chút. A Cửu không hề bị lay động, thản nhiên nói, không cần điều tra, những gì mà bọn họ báo cáo đều là sự thật. Thẳng thắn như vậy sao? Ngô Bạch Đinh lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, xem ra cửu cô nương thật sự không muốn xã giao với ta. Không có ai muốn xã giao với đồ đần cả. Hạ Thiên bĩu môi, cửu nha đầu, chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian với đồ đần này. Ngô Bạch Đinh không ngờ rằng Hạ Thiên và A Cửu thật sự nói đi là đi, nửa điểm chần chừ cũng không có, lập tức có chút tức giận, khẽ quát, hai vị có chút tự cao tự đại rồi đó. Hiện tại các ngươi đang ở trên thuyền của ta. Vậy thì sao chứ? A Cửu hỏi ngược lại, nói, ngươi tính bắt chúng ta như thế nào, ném bọn ta ra khỏi thuyền à? Ngô Bạch Đinh nhìn chằm chằm A Cửu và Hạ Thiên một lúc lâu, bỗng nhiên nhe răng nở nụ cười, trêu ghẹo nói, chỉ đùa một chút, hà tất gì phải nóng tính như thế chứ? Ta tìm các ngươi thật là có việc, hơn nữa là việc rất quan trọng. Dứt lời, hắn từ trong bể bơi đi ra, lập tức có một nữ hầu gái tiến lên giúp hắn lau mình mẩy. Lại khoác lên áo ngủ đơn giản cho hắn, chậm rãi đi tới khu nghỉ ngơi ở bên cạnh, đến đây, cùng uống ly cà phê, chúng ta chậm rãi tán gẫu. Cà phê thì thôi, có lời gì thì tốt nhất là ngươi nói mau đi, đừng có vòng vo, bọn ta rất bận. A Cửu quay đầu lại nhìn Ngô Bạch Đinh rồi lạnh giọng nói. Các ngươi đúng là rất bận. Ngô Bạch Đinh cười khẽ hai tiếng, tiếp lấy bình cà phê mà hầu gái mang tới, rót cho mình một ly cà phê nóng, có điều, ta cũng rất bận. Cho nên rất muốn nói ngắn gọn. Hạ Thiên hơi bực mình, nói có chuyện mau nói, có dám mau thả, lại nói nhảm nữa là ta đánh ngươi. Vé tàu và thư mời mà các ngươi dùng chính là của Phương Thiên Tề, ta muốn biết hắn sao rồi. Ngô Bạch Đinh cười ha ha, nhẹ giọng hỏi, mặc dù thân phận của lão đầu kia có chút thấp, nhưng nói thế nào thì cũng là người mà Trường Sinh hội bọn ta biết, nên rất quan tâm về tung tích của hắn. Hạ Thiên đáp lại, tên ngu đó đã chết. Chết rồi ư? Ngô Bạch Đinh nhướng mày một cái, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, chết như thế nào? Bị người ta giết chết mà thôi. Hạ Thiên không quan trọng lắm. Ngón út bên tay phải của Ngô Bạch Đinh xoa xoa đáy ly cà phê, sau đó hỏi tiếp, ai làm thế? Chuyện này ngươi hỏi nhầm người rồi. A Cửu ngăn cản Hạ Thiên, giải thích, vé tàu gì đó, đúng thật là bọn ta lấy được từ trên người hắn. Thế nhưng, cái chết của hắn không liên quan gì đến bọn ta cả. Sắc mặt của Ngô Bạch Đinh hoài nghi hỏi, làm sao ta biết được những gì ngươi nói là thật hay giả? Đó là chuyện của ngươi. A Cửu nhàn nhạt đáp lại một câu, lại nói, chưa kể tên kia lợi dụng y thuật gieo họa cho người khác, dùng để kiếm trác lãi cách xù, cũng là chết chưa hết tội. Thôi được, việc này ta sẽ không truy cứu nữa. Ngô Bạch Đinh xua tay trái một cái, làm ra bộ dáng rộng lượng nói, chúng ta lại tán gẫu những chuyện khác. Liên quan tới báo cáo của Thái Giai Húc và Hạ Khỉ Tư về các ngươi. A Cửu trực tiếp ngắt lời hắn, chuyện này vừa nãy đã nói rồi, những gì bọn họ báo cáo đều là thật, ngươi muốn thế nào? Đúng là không thể làm gì được các ngươi. Ngô Bạch Đinh hơi có chút đau đầu nói, có điều, cấm sử dụng vũ lực cũng là quy tắc thép trên thuyền, không cho phép bất kỳ ai vi phạm. Nếu mà cứ như vậy buông tha cho các ngươi, với tư cách là thuyền trưởng, ta rất khó ăn nói với các hành khách khác. Hạ Thiên lười biếng nói, đừng nói nữa, ở trên chiếc thuyền này, người bị ngươi giết không có 100 cũng có 70, 80 người rồi. Ta là thuyền trưởng, ở trên chiếc thuyền này ta làm bất cứ chuyện gì đều là hợp tình hợp lý.
Ngô Bạch Đình khá là thích ý nằm lên ghế bãi biển, làm như hững hờ nói, mà thôi, nói thế nào thì ta và cửu cô nương cũng quen biết đã lâu, lần này coi như không truy cứu các ngươi, nhưng mà lần sau không được tái phạm. Nói như thể ngươi có thể truy cứu chúng ta vậy, A Cửu khịt mũi coi thường điều này. Ngô Bạch Đình xoa xoa mũi, hơi có chút đau đầu nói, cửu cô nương, xem ra ngươi không muốn tâm sự, vậy thì nói chuyện nghiêm túc một chút, các ngươi nói thử mục đích mà mình lên thuyền đi. A Cửu lạnh giọng nói, đương nhiên là vì trường sinh hội, chẳng lẽ là vì ngồi du thuyền xa hoa? Ta đoán cũng là vì trường sinh hội. Ngô Bạch Đình thở dài, tên Phương Thiên Tề đó lần trước mua một vài công pháp và châm pháp của Âm Y Môn, liền đi khắp nơi khoe khoang, sớm đoán được hắn sẽ bị người ta giết chết. Chỉ là không ngờ rằng lại trêu chọc các ngươi, hắn quả thật đáng chết. Nếu ngươi đã biết, vậy thì sảng khoái chút, trực tiếp thú nhận đi. A Cửu mặt lạnh như tiền nhìn Ngô Bạch Đình, công pháp của Âm Y Môn, các ngươi đến tột cùng là lấy được từ đâu, là ai lén lút bán cho các ngươi? Chương 2334, ta chỉ muốn thử một chút. Ha ha, cửu cô nương, ngươi có chút nôn nóng quá rồi đó. Ngô Bạch Đình cũng không có trực tiếp trả lời A Cửu, mà đổi đề tài khác, ngươi muốn biết những chuyện này, thật ra cũng có thể mua được đáp án ở trong buổi giao lưu, chỉ cần ngươi có đủ tiền. A Cửu lạnh lùng nhìn người ở trước mắt, trong lòng tính toán có cần để Hạ Thiên trực tiếp đánh hắn một trận rồi nói hay không. Cửu nha đầu, nếu như nàng thấy đồ đần đó khó chịu, đánh hắn là được, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thiên nhìn ra ý nghĩ của A Cửu, cười hì hì nói. Đánh ta, nếu có gan, thì các ngươi có thể thử xem. Ngô Bạch Đình cười khẽ hai tiếng, khoát tay áo một cái, cơ mà ta khuyên các ngươi nên từ bỏ ý nghĩ đó đi, việc này chỉ làm cho các ngươi mang đến họa sát. Ế, lời còn chưa nói hết, nắm đấm của Hạ Thiên đã tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả người Ngô Bạch Đình như là bóng cao su nặng nề đập xuống đất, sau đó nảy lên, ngã vào trong bể bơi. Ai, chàng đánh hắn làm gì? A Cửu sửng sốt một chút, không hiểu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên chỉ vào Ngô Bạch Đình trong bể bơi, không phải là chính hắn vừa yêu cầu đấy sao? Hắn chết chưa? A Cửu không khỏi hỏi một câu. Hạ Thiên cười hì hì nói, chết thì chưa, nhưng đã ngất đi, trong vòng 1-2 tiếng sẽ không tỉnh lại. Chàng không thể bớt dùng bạo lực được à? A Cửu chừng Hạ Thiên một cái, chàng nhanh đánh thức hắn, ta còn có lời muốn hỏi nữa. Cửu nha đầu, không cần ở đây lãng phí thời gian với tên ngu đó. Hạ Thiên bĩu môi, tên này chỉ là một con rối, chuyện mà nàng muốn biết, hắn không biết tí nào cả. A Cửu nhìn Hạ Thiên, làm sao chàng biết hắn không biết? Bởi vì ta không có gì mà không biết cả. Hạ Thiên lại lộ ra nét mặt chỉnh trọng. Thôi thôi, A Cửu liếc nhìn Ngô Bạch Đình đang trôi bồng bềnh trong bể bơi một cái, chúng ta đi thôi, buổi tối đến buổi giao lưu xem thử một chút. Hai người cũng chẳng muốn ở lại đây nữa, trực tiếp rời đi. Ở trên đường, Hạ Thiên không khỏi hỏi A Cửu một vấn đề, cửu nha đầu, làm sao nàng quen biết loại đồ đần đầu óc có bệnh này vậy? A Cửu không vui nói, đồ đần đầu óc có bệnh, ta biết nhiều hơn một người, chẳng phải chàng cũng biết sao? Này, cửu nha đầu, nàng nói lão công mình như vậy là không được. Hạ Thiên không cao hứng nhìn A Cửu, sau đó chỉ vào Ngô Bạch Đình, với cả đầu óc của đồ đần này thật sự có bệnh. Về chuyện này thì ta có biết, A Cửu gật gù. 15 năm trước đầu óc của người này có vấn đề, còn tìm y tỷ tỷ để khám, chỉ là sau cùng hắn từ bỏ trị liệu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, từ bỏ trị liệu là đúng, đồ đần này đã hết thuốc chữa từ lâu rồi. Kỳ quái đó là, thế mà hắn lại sống đến tận bây giờ. A Cửu khẽ cau mày, tâm tư có vài suy đoán không hay, năm đó, y tỷ tỷ đã nói hắn cùng lắm chỉ có thể sống 5 năm, cũng đã cố gắng kéo dài sinh mệnh của hắn, nhưng mà không hiệu quả gì. Sau đó thì có chút chuyện không hay đã xảy ra, người này và cả gia tộc của hắn đều bị khu trục đến tinh đảo, đồng thời bị cưỡng chế ở đó cả đời không được về nước. Không ngờ là, giờ lại trở về. Trở về cũng không có gì đáng kể, dù sao cũng chỉ là một đồ đần. Hạ Thiên tỏ vẻ không để ý cho lắm, cửu nha đầu nếu nàng thấy hắn khó chịu, cùng lắm thì trực tiếp giết chết hắn là được. A Cửu lắc đầu một cái, chờ một chút, sau lưng của hắn khẳng định còn có người khác. Trước tiên xem thử trường sinh hội kia rốt cuộc là cái gì rồi tính sau. Tùy nàng, Hạ Thiên cũng không sốt ruột. Hơn một tiếng sau, Ngô Bạch Đình tỉnh lại ở trong phòng của mình, xoa xoa đầu, đau đến mức trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh.
Tỉnh rồi đó à? Hạ Khỉ Tư ngồi ở bên giường, nhìn thấy Ngô Bạch Đinh mở mắt ra, liền nhẹ giọng hỏi một câu. Ngô Bạch Đinh thuận miệng hỏi, ta hôn mê bao lâu rồi? Không lâu, khoảng một tiếng. Lông mày của Hạ Khỉ Tư hơi nhíu lại, có điều, ta hơi khó hiểu, người rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu như không phải người hầu gái phát hiện sớm, thì bây giờ ngươi đã chết đuối trong bể bơi. Ngô Bạch Đinh đáp lại, chính là muốn thử một chút, tên nam nhân kia có phải đáng sợ như trong truyền thuyết không? Vậy ngươi thử xong chưa? Hạ Khỉ Tư hỏi. Trong lòng đã nắm chắc, Ngô Bạch Đinh đau đến mức nhếch miệng, biểu hiện trên mặt lại vô cùng tự tin, quả thật là có chỗ lợi hại, nhưng so với cái gọi là vô địch thiên hạ thì có hơi thổi phồng. Hạ Khỉ Tư hiển nhiên tương đối tín nhiệm Ngô Bạch Đinh, cũng không nghi ngờ hắn, vội vàng hỏi, thế thì kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Ngô Bạch Đinh mở một hộp thuốc bên cạnh giường, từ bên trong lấy hai viên thuốc màu trắng ra, bỏ vào trong miệng, nhai kỹ càng, nhớ kỹ, mục đích của chúng ta không phải là giết người, mà là khống chế bọn họ, sau đó dụ Y Tiểu Âm ra ngoài. Chờ Y Tiểu Âm tới tay, lại giết bọn chúng cũng chưa muộn. Làm như vậy có hữu dụng không? Hạ Khỉ Tư vẫn còn có chút chần chừ, cái người trên đảo Sương Nguyệt đó, thật để tâm tới Y Tiểu Âm đến thế sao? Sau khi Ngô Bạch Đinh ăn xong, cả người chấn động, xoay người rời giường, vẻ mặt cuồng nhiệt nói, đây là tình báo của Trường Sinh Chủ, không thể nào có sai sót, chúng ta chỉ cần làm theo là được, đến lúc đó chúng ta cũng có thể trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão, Hạ Khỉ Tư cũng lộ vẻ mặt khao khát, thật sự có thể thành hiện thực ư? Đương nhiên là có thể. Ngô Bạch Đinh thò tay vào trong quần áo của Hạ Khỉ Tư, ngữ khí kiên định nói, Trường Sinh Chủ chính là một ví dụ điển hình, hắn sống lâu như vậy, chúng ta đương nhiên cũng có thể. Ánh mắt của Hạ Khỉ Tư dần trở nên mê ly, chỉ chốc lát sau liền thở hổn hển. Chương 2335, bảo mệnh mới là quan trọng, những thứ khác đều là chó má. Tiên sư nó, bị lừa rồi. Tầng thấp nhất của du thuyền, Trương Du Tử nằm ở giữa một đống đồ lặt vặt cùng với rác rưởi, chịu đựng mùi thối khó tả trong khoang thuyền, tâm tình thật sự là hỏng bét. Tấm vé mà cái người tên đạo ca gì đó cho căn bản không phải là vé tàu, mẹ nó, mà là hợp đồng làm việc tạm thời. Hắn vừa lên thuyền còn chưa kịp hít thở là đã bị thủy thủ mang tới tầng thấp nhất, làm công việc bẩn thỉu và khổ sở, vất vả lắm mới trốn vào khoang chứa hàng để tranh thủ nghỉ ngơi. Lại chịu thiệt vì không có học thức rồi, sớm biết vậy thì trước đây đã không thôi học. Trương Du Tử vắt chéo hai chân, tự lẩm bẩm, đợi làm xong vụ này, nhất định phải phân rõ giới hạn với đạo lão cẩu. Có điều bây giờ nên làm thế nào để trà trộn vào tầng trên của du thuyền đây? Dựa theo lẽ thường trước đây, chẳng phải là tìm người có tiền, trộm tiền và quần áo của hắn, sau đó giả mạo thân phận của hắn để trà trộn vào tầng trên. Nhưng hiện tại lại có chút phiền phức, bây giờ hắn không phải là hành khách, mà là thủy thủ, căn bản ngay cả khoang dành cho hành khách phổ thông đều không đi được, thật sự là có chút đau đầu. Không thì, hay là thôi đi, nhiệm vụ chó má gì chứ, lão tử không làm. Trương Du Tử nghĩ một hồi, vẫn là không đầu mối gì, đau đầu xong liền trực tiếp cam chịu. Nhìn nơi này có hàng hóa gì đáng giá không, thừa dịp bây giờ cách bến không xa, rồi lên một tàu thoát hiểm trở về Tân Cảng là được. Trương Du Tử xoay người nhảy cẫng lên, tìm kiếm xung quanh, tìm được một cây thiết côn, bắt đầu cạy cái dương gỗ mà hắn nằm lúc nãy. Hả, đây là... Trong hòm gỗ hình chữ nhật, ngoại trừ bọt biển dùng để giảm xung và hãm áp ra, thì còn có vật thể hình khối màu đen nằm ngay ngắn chỉnh tề, mỗi một khối to chừng lòng bàn tay của con người. Cầm vào tay có chút nặng, phỏng chừng có 5, 6 cân. Đồ chơi gì đây, gạch à, Trương Du Tử xưa giờ chưa từng thấy thứ này, mò ra một khối, dùng miệng cắn cắn, phát hiện không phải là kim loại, cũng không phải đồ ăn, không có tác dụng gì, thôi, nhìn những cái dương khác. Liên tiếp cậy 10 cái dương, vậy mà đều là loại đồ vật kỳ lạ đó, lần này khiến Trương Du Tử ngây người. Đây rốt cuộc là món đồ gì, lẽ nào rất đáng giá? Trong lòng Trương Du Tử nghi ngờ không ngớt, nguyên tắc ăn trộm, vẫn là mò thêm mấy khối rồi giấu vào người. Còn chưa kịp cậy những cái dương khác, bên ngoài bỗng nhiên vang lên giọng nói. Trương Du Tử sợ hết hồn, liền vội vã đẩy kín những cái dương đó lại, còn mình thì lén lút núp ở một góc khuất. Gần như cùng lúc đó, có 3 người lén lén lút lút lẻn vào, lại lặng lẽ khép cửa khoang lại. Các ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Một nam tử cao lớn trong đó lạnh lùng nói. Hai người khác tựa hồ là thủy thủ, bởi vì từ trên người bọn họ,
Trương Du Tử ngửi được mùi nước biển nồng nặc, còn có mùi hôi cơ thể khó có thể che lấp. Chuyện này không dễ làm, thủy thủ thứ nhất có chút chần chờ nói. Nam tử cao lớn lạnh lùng nói, có tiền không kiếm à? Nhưng mà trên thuyền có 3,000-4,000 người, nếu mà. Ngữ khí của thủy thủ thứ nhất rất là không kiên định, ta thực sự không đành lòng. Cũng không phải bảo ngươi đi giết người, còn giả điên, không đành lòng, làm chi? Nam tử cao lớn đằng đằng sát khí nói, ta không rảnh nói nhảm với ngươi, chỉ hỏi ngươi một câu làm hay không làm. Thủy thủ thứ nhất thở dài, được, ta làm. Ngươi thì sao? Nam tử cao lớn nhìn tên còn lại. Thủy thủ thứ hai chỉ nói một câu, cần thêm tiền, hơn nữa nhất định đưa trước. Tiền không là vấn đề, hiện tại ta liền có thể cho các ngươi một nửa. Nam tử cao lớn thản nhiên nói, nhưng mà sau đó, các ngươi cần phải giữ miệng giữ mồm, nếu như tiết lộ một tí tin tức nào, các ngươi và cả người nhà của các ngươi đều phải chết. Liên quan tới điểm này, hai tên thủy thủ cũng không có gì nghị, đều gật gật đầu. Đợi thuyền vừa tiến vào hải phận quốc tế, các ngươi liền động thủ. Nam tử cao lớn rất hài lòng về phản ứng của hai người, tiện tay mở dương gỗ ở bên cạnh ra, móc ra một khối mà Trương Du Tử vừa nãy cho rằng là gạch đen, ra lệnh tầng 3 trở lên, không cần các ngươi động thủ, ta có dàn xếp khác. Những tầng khác, mỗi một gian phòng cùng với hành lang cách mỗi 10 mét đều phải dán một khối, nghe rõ chưa? Rõ, hai người kia cùng lên tiếng. Ba người lại âm thầm bàn bạc vài câu, sau đó mới vội vã rời đi. Trương Du Tử núp trong bóng tối chỉ nghe được đại khái, nhưng mà sắc mặt đã không được tốt cho lắm, trên thuyền hình như có người đang âm mưu việc lớn gì, nghe hình như không phải chuyện tốt lành gì. Những thứ này rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng Trương Du Tử từ móc ra hai khối gạch đen mà hắn vừa mới trộm được, xem ra trên thuyền này không an toàn, ta phải mau chóng nghĩ cách trộm một thuyền cứu nạn về Tân Cảng. Về phần nhiệm vụ mà tên đạo ca kia cho hắn, hắn đã quẳng lên 9 tầng mây, vạn sự bảo mệnh là quan trọng, những thứ khác đều là chó má. Nghĩ như thế, Trương Du Tử lại chờ một hồi, mới lặng lẽ chạy ra ngoài. Chương 2336, đều là ma chết sớm. Tới thời điểm gần nửa đêm, quản gia William gõ cửa phòng của Hạ Thiên và A Cửu, chủ nhân, buổi giao lưu sắp bắt đầu rồi. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra. Hạ Thiên và A Cửu cùng đi ra ngoài, trang phục của hai người đều rất tùy ý, thuộc về ăn mặc sao cho thoải mái, không có hứng thú với thiết kế hàng hiệu gì đó. Quản gia William mắt nhìn thẳng, trên mặt nở nụ cười, nói, buổi giao lưu ở tầng 12, hai vị xin mời đi theo ta. Ngươi, đi trước dẫn đường đi. A Cửu gật gù. Vâng, quản gia William đi về phía trước, đại khái đi trước hai người một bước rưỡi, thân thể hơi nghiêng người. Thỉnh thoảng nói những hạng mục cần chú ý trong buổi giao lưu cho bọn họ, buổi giao lưu này là bán công khai, trên nguyên tắc phàm là hành khách trên thuyền đều có thể tham gia. Có điều, người có thư mời có quyền ưu tiên giao dịch, hơn nữa có thể lựa chọn không công khai thân phận. A Cửu thuận miệng hỏi, thế buổi giao lưu như này bình thường sẽ có bao nhiêu người? Về điều này cũng không có quy định, lần này đại khái không tới 100 người. Quản gia William từ từ giải thích. Mỗi lần thư mời nhiều nhất không quá 60 tấm, mà đối với những người không có thư mời, buổi giao lưu cũng có một vài mẹo, như vậy có thể cô lập được phần lớn người chỉ tham gia cho vui. Mẹo gì? A Cửu đôi hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Dù là ở đâu, mẹo tốt nhất chính là tiền. Lúc này, một giọng nói hơi bất thiện vang lên ở bên cạnh, có tiền, đặc biệt là có đủ nhiều tiền, là có thể muốn làm gì thì làm, nói thí dụ như ta. Người đến là Thái Giai Húc. Bên người còn có một người để Hạ Thiên cảm thấy khá quen mắt, hiển nhiên là Hứa Tiểu Quân, cô em họ của Hứa Kiều Na. Mấy ngày trước, tiểu cô nương này còn không nể mặt Thái Giai Húc, vậy mà giờ lại cực kỳ thản nhiên ôm lấy khuỷu tay của hắn, biến hóa này thực sự là có chút lớn, cũng không biết trong thời gian này phát sinh chuyện gì. Hạ Thiên, ngươi thấy rồi chứ, hiện tại Tiểu Quân đã là người của ta, tốt nhất là ngươi đừng có ý đồ với nàng. Thái Giai Húc dường như đã quên chuyện bị Hạ Thiên đánh trước đó, vẫn tự cho là đúng cảnh cáo nói. Hứa Tiểu Quân cũng nhìn Hạ Thiên một cái, lộ ra ánh mắt khá là áy náy, nhưng không hề nói gì. Đồ đần, Hạ Thiên cũng không có hứng thú về chuyện của người khác, cũng lời hỏi, chỉ là mắng Thái Giai Húc một câu. Hạ Thiên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Thái Giai Húc phần âm ức khó nguôi, trừng mắt nhìn Hạ Thiên rồi nói, trường sinh hội lần này, ngươi sẽ không có bất cứ thu hoạch gì. Dù là ngươi muốn mua món đồ gì, ta đều sẽ trả giá gấp 10 lần để cướp.
thế thì tiền của ngươi có lẽ sẽ không đủ đâu. A Cửu không khỏi nở nụ cười, mặc dù nàng không rõ Hạ Thiên có bao nhiêu sản nghiệp, chỉ riêng tập đoàn thần y đã là một con quái vật khổng lồ khiến rất nhiều phú hào phải ngưỡng mộ. Hơn nữa hắn còn có y thuật có thể kiếm được giá trên trời vào bất cứ lúc nào, trên thế giới này, người có nhiều tiền hơn hắn đúng thật là đếm trên đầu ngón tay, chớ đừng nói chi là tên ngu ngốc ở trước mặt. Hừ, Thái Giai húc hừ lạnh một tiếng, ôm Hứa Tiểu Quân rồi chậm rãi đi vào hội trường buổi giao lưu. Trước khi tiến vào, Hứa Tiểu Quân bỗng nhiên quay đầu lại, quăng cho Hạ Thiên một ánh mắt khó hiểu, chỉ là vẫn không có mở miệng nói gì cả. Chàng biết tiểu cô nương này, A Cửu đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt đó của Hứa Tiểu Quân, xem ra nàng dường như đang gặp vấn đề nan giải gì đó. Quen biết thì quen biết, nhưng cũng không quá thân. Vẻ mặt của Hạ Thiên thờ ơ, Cửu nha đầu, dù là nàng ta có gặp phải vấn đề nan giải gì đi chăng nữa, cũng không liên quan gì đến chúng ta. A Cửu nghĩ thầm cũng đúng, trên người bọn họ còn cả một đống phiền phức chưa giải quyết. Hội trường ở phía trước, dựa theo quy định, ta không tiện tiến vào, chỉ chờ ở bên ngoài. Quản gia William nở nụ cười đứng ở trước cửa hội trường, đương nhiên, nếu như chủ nhân có nhu cầu gì, có thể dặn dò ta đi làm bất cứ lúc nào. Hạ Thiên lười biếng nói, không cần, ngươi cứ ở đây đi. Dứt lời, hắn liền ôm eo nhỏ của A Cửu, đẩy cửa chính hội trường ra, chậm rãi đi vào. Trong hội trường, không gian khá rộng, có mười mấy bàn tròn lớn được bày ra, bên trong đã có rất nhiều người bốn phía ngồi quanh những bàn tròn đó, nhìn dáng dấp cũng không giống buổi giao lưu gì cho lắm, giống đang tổ chức một tiệc tối thì hơn. Hai người Hạ Thiên đến muộn, cho nên cũng không có quá nhiều lựa chọn, chỉ chọn một bàn trống gần đó, rồi ngồi xuống. Người ở đây, có chút kỳ quái thì phải. A Cửu nhìn người trong hội trường một vòng, tình huống có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng vốn cho rằng những người tới tham gia cái gọi là trường sinh hội, khẳng định đại đa số đều là lão nhân năm, 60 tuổi như Phương Thiên Tề, dù sao chỉ có người già sắp chết tới nơi mới có loại suy nghĩ phi thực tế kia. Nhưng mà, lúc này đại đa số người trong hội trường đều là người 40 tuổi trở xuống, thậm chí còn có mấy người vị thành niên, tình huống này thật sự là có chút khó hiểu. Cửu nha đầu, chuyện này có gì mà kỳ quái? Hạ Thiên lười biếng ngáp, phản bác nói. A Cửu nói hết những gì mà mình nghĩ, sau đó hỏi ngược lại, lẽ nào chàng không cảm thấy kỳ quái chút nào sao? Những người này rõ ràng còn trẻ, còn đang tuổi thanh xuân, thong thả tận hưởng cuộc sống, cầu trường sinh làm chi? Hạ Thiên cười hì hì, Cửu nha đầu, nàng cũng có chút đần thật đấy. Người cầu trường sinh không nhất thiết phải là lão đầu, mà còn có những người sắp phải chết. Cái gì? A Cửu không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra chàng là đang nói những người này. Đúng vậy, Hạ Thiên gật gù, những người trong trường sinh hội này đều là ma chết sớm. Lời này của Hạ Thiên lập tức khiến cho những người cùng bàn hết sức bất mãn, một người trong đó vỗ bàn đứng dậy, giữ tợn chừng mắt nhìn Hạ Thiên, gào thét nói, mẹ nó, người nói ai là ma chết sớm đấy. Chương 2337, sớm muộn cũng sẽ rước họa cho ngươi. Người nói chuyện là một nam thanh niên trông cũng rất nóng tính, nhìn chỉ khoảng chừng 30 tuổi. Trên người lại mặc bộ đồ cổ trang dở dở ương ương, còn có một mái tóc dài hiếm thấy, cài búi tóc, hai hàng lông mày ngang, trông cũng rất cổ xưa. Nhưng đáng tiếc cái miệng lại chửi thề, nhìn bộ dáng không thông minh cho lắm. Có điều, người này cũng không vì một câu nói tùy tiện của Hạ Thiên mà nổi giận, mà là nhìn thấy A Cửu và Hạ Thiên ngồi cùng một chỗ. Hắn cũng xem như đã từng thấy mỹ nữ, nhưng loại mỹ nữ một cái nhíu mày và một nụ cười lại có thể làm rung động lòng người như A Cửu. Đúng thật là lần đầu tiên gặp. Một đại mỹ nữ như thế vậy mà lại ở cùng một người tướng tá bình thường, thật sự là khiến cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn vốn nghĩ trăm phương kế bắt chuyện, vừa vặn nghe được câu nói kia của Hạ Thiên, lập tức có cớ để kiếm chuyện, giả vờ căm phẫn vỗ bàn đứng dậy, chính là muốn hấp dẫn sự chú ý của A Cửu. Hạ Thiên tùy ý liếc người này một cái, đương nhiên biết dụng ý của tên đần này, lười biếng nói, ai chết sớm thì tự biết. Nhìn dáng vẻ của đồ đần nhà ngươi, nên trở về chuẩn bị hậu sự sớm đi, ngươi sống không qua nổi ngày hôm nay đâu. Mẹ nó, có ngon thì ngươi nói lại lần nữa xem. Người này lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu hung tàn nói, ta hình như không cừu không oán với ngươi thì phải, vô duyên vô cớ ngươi lại trù ta chết, thật sự cho rằng ta dễ tính lắm sao. Cửu nha đầu, nàng nói xem, sao lúc nào cũng có đồ đần nghe không hiểu tiếng người vậy. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu,
hơn nữa năng lực chịu đựng quá kém, ta rõ ràng chỉ nói đúng sự thật, nhưng đáng tiếc đồ đần chính là không nghe lọt, thực sự là cạn lời. A Cửu không vui nói, mới tiến vào chưa tới một phút, chàng liền đắc tội người ta, bản lĩnh như thế này của chàng mới thật khiến ta cạn lời. Ta không có đắc tội hắn mà, Hạ Thiên lộ vẻ vô tội, là đồ đần này quá nhạy cảm, lại còn nghe không hiểu là ý tốt hay xấu. Nam nhân cổ trang tức giận đến mức phổi sắp nổ tung, lập tức đứng dậy, chỉ vào Hạ Thiên rồi mắng, mẹ nó, ngươi xong chưa, cứ tên đần này tên đần nó miết, muốn ăn đòn rồi phải không? Bình tĩnh đừng nóng, bên cạnh có một lão đầu cao gầy hơn 50 tuổi không nhịn được giữ chặt nam nhân cổ trang lại, chúng ta tới đây không phải là vì đánh nhau, có giận gì thì nhẫn nhịn trước đã, đừng kích động, cũng đừng động thủ ở đây. Hừ, sắc mặt của nam nhân cổ trang biến ảo vài lần, tàn nhẫn liếc xéo Hạ Thiên một cái, vẫn là chọn, ngậm bồ hòn làm ngọt, tức giận bất bình ngồi xuống. Lão đầu cao gầy cười ha hả nhìn Hạ Thiên và A Cửu, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta tên Đoạn Chính Hồng. Kinh doanh trang phục, đây là con trai của ta, Đoạn Vũ Lâu, hắn còn trẻ nóng tính chưa hiểu chuyện, vừa nãy nếu có chỗ mạo phạm gì, xin hãy tha lỗi. Cha, ngươi nói gì vậy, rõ ràng là hắn. Nam nhân cổ trang lại nổi giận, vỗ bàn lần nữa, nhưng đáng tiếc chưa nói hết lời thì đã bị nam nhân trung niên đè lại chỗ ngồi. Đoạn Chính Hồng nghiêm nghị trừng mắt nhìn nam nhân cổ trang một cái, ra hiệu hắn ngậm miệng, sau đó nói với Hạ Thiên, không biết vị tiểu huynh đệ này. Xưng hô như thế nào? Ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên lười biếng nói câu cửa miệng của hắn, ta vừa là cao thủ số một thiên hạ, cũng là thần y số một thiên hạ. Khoác lác không sợ thiên lôi đánh sao? Đoạn Vũ Lâu trực tiếp khịt mũi coi thường, còn cao thủ số một thiên hạ. Thần y số một thiên hạ, ta khinh. Vẻ mặt của Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta chưa bao giờ khoác lác, những gì ta nói đều là sự thật. Hơn nữa còn khá là hàm xúc, bởi vì băng băng lão bà và thần tiên tỷ tỷ đã nói muốn ta khiêm tốn một chút. Chàng khiêm tốn mới là lạ, A Cửu không nhìn được xoa xoa mi tâm, thấp giọng tự nhủ. Đoạn Chính Hồng lại mẫn cảm bắt được một từ trong lời nói của Hạ Thiên, không khỏi hỏi, ừ, tiểu huynh đệ ngươi là bác sĩ. Uốn nắn ngươi một xíu, ta không phải bác sĩ, mà là thần y, còn là thần y số một thiên hạ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Được. Hạ tiên sinh, nụ cười của Đoạn Chính Hồng tỏ rõ vẻ tiếp nhận câu nói của Hạ Thiên, ta khá hiếu kỳ câu nói vừa rồi của ngươi, không biết ngươi có thể giải đáp thắc mắc của ta hay không? Hạ Thiên không để ý lắm nói, là cái gì? Trước ngươi nói con trai của ta không còn sống lâu nữa, không biết là nói đùa, hay là thật? Lúc Đoạn Chính Hồng nói câu này, thần tình trên mặt cực kỳ nghiêm túc, con mắt cũng nhìn Hạ Thiên chằm chằm. Ta chưa bao giờ nói đùa. Hạ Thiên bĩu môi, con trai của ngươi không phải không còn sống lâu nữa, mà là ngay hôm nay sẽ chết, ngươi cũng vậy. Đoạn Chính Hồng sững sờ vài giây, vẫn cảm thấy Hạ Thiên có thể là đang nói đùa, chỉ là hắn vẫn đồng ý ý tứ trong câu nói đó, bèn nói, xem ra y thuật của Hạ Tiên sinh quả thật cao siêu, nhìn ra cha con bọn ta mắc bệnh lạ, không biết bệnh tình của hai cha con bọn ta, còn có thể cứu chữa hay không. Bệnh của các ngươi, không có thuốc chữa. Hạ Thiên lười biếng nói, trừ ta ra, cũng không có ai có thể chữa. Đoạn Vũ Lâu nghe vậy liền cảm thấy Hạ Thiên vô cùng cuồng vọng, ngạo khí trong đáy lòng cũng lộ ra, tiểu tử, mẹ nó, ngươi cuồng vọng đến mức không có điểm dừng rồi, thật coi mình là thần y gì đó ư. Sau đó nói với A Cửu, cô nương, ngươi nên vạch ra ranh giới với loại người này trước khi quá muộn đi, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ rước họa cho ngươi. Về chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm. Đối phó với loại người này, A Cửu kỳ thực có không ít kinh nghiệm, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, mặc dù hắn xác thực không đáng tin, nhưng mà y thuật của hắn đúng là đệ nhất thiên hạ, nếu ngươi muốn sống tiếp, thì tốt nhất là nghe lời hắn. Ta có ý tốt nhắc nhở ngươi, sao ngươi lại không biết điều như thế chứ? Đoạn Vũ Lâu không nghĩ rằng A Cửu lại có loại thái độ này, trong lúc nhất thời ngậm miệng không nói gì. A Cửu thản nhiên nói, nếu như ngươi thật sự biết cái gì gọi là tốt xấu. Vậy ngươi không nên có thái độ này với hắn. Thế, Đoạn Chính Hồng nhìn chằm chằm A Cửu vài giây, hơi có chút chần chờ, hỏi, xin hỏi ngươi là Cửu tiểu thư, phải không? Ngươi biết ta, A Cửu không khỏi hơi bất ngờ. Ngươi thực sự là Cửu tiểu thư. Trên mặt Đoạn Chính Hồng lộ vẻ vui mừng, 7 năm trước, ta và con trai của ta đã từng đi kinh thành tìm y thần y để xem bệnh, lúc đó từng gặp Cửu tiểu thư một lần, không nghĩ tới thế mà có thể ở đây tình cờ gặp ngươi.
thực sự là duyên phận. Chương 2338. Rõ ràng là đang chột dạ. A Cửu vẫn không có ấn tượng gì về người này, năm đó người đến kinh thành tìm Y Tiểu Âm để xem bệnh thực sự là quá nhiều, người mà nàng tiếp đón cũng đếm không xuể, không thể nhớ hết từng người. Có điều, lời nói khách sáo cơ bản vẫn phải có, A Cửu nhàn nhạt đáp lại, há, thật à? Không nghĩ tới Cửu tiểu thư thoạt nhìn còn trẻ và đẹp hơn so với 7 năm trước, khi nãy nhất thời lại không nhận ra ngươi. Đoạn Chính Hồng cũng không bất mãn gì về sự lạnh nhạt của A Cửu, mà trái lại còn kích động khi gặp lại người quen cũ, khi đó, ta và con trai của ta mắc bệnh lạ, bác sĩ trong và ngoài nước đều bó tay toàn tập, cuối cùng là nhờ vào y thần y mới kéo cha con bọn ta trở về từ quỷ môn quan, mặc dù tốn một ít tiền tài, nhưng tốt xấu gì thì cha con chúng ta vẫn còn sống, thật sự là phải cảm tạ ngươi và y thần y. Không có gì, A Cửu nghe ngữ khi nói chuyện của người này, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhìn vẻ mặt của Đoạn Chính Hồng lại giống như không phải là cố tình. Năm đó, Y Tiểu Âm quả thật đã lập ra chế độ thu phí khổng lồ, mục đích là để sớm kiếm được một lượng tiền khổng lồ, rồi từ đó thoát khỏi sự kiểm soát của Âm Y Môn. Chế độ thu phí kia khó tránh khỏi sẽ dẫn đến một số người bệnh và người nhà của họ lòng sinh oán khí, tuy nhiên tình thế năm đó cũng không cho phép các nàng suy nghĩ nhiều đến vậy. Sau này ta lại đi tìm Y Thần Y thêm mấy lần, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Trên mặt Đoạn Chính Hồng lộ ra vẻ cao hứng, Cửu tiểu thư, ngươi có thể dẫn ta đi Y Thần Y lần nữa được chứ? Hoặc là ngươi nói cho ta bây giờ nàng đang ở đâu? Không chờ A Cửu đáp lại, Hạ Thiên trực tiếp thay Y Tiểu Âm cự tuyệt, ngươi khỏi phải nghĩ, vợ Y Y chắc chắn sẽ không gặp ngươi. Hạ tiên sinh, lời ấy là ý gì? Đoạn Chính Hồng có chút khó hiểu, kỳ quái hơn là tại sao Hạ Thiên lại có thể thay Y Tiểu Âm làm chủ? Loại đồ đần như các ngươi là phiền nhất, nói chuyện luôn thích quanh co lòng vòng, giả bộ hồ đồ. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chẳng phải đồ đần nhà ngươi hoài nghi năm đó vợ Y Y không chỉ hết bệnh cho ngươi và con trai ngươi, nên muốn kiếm chuyện với vợ Y Y, đúng không? Đoạn Chính Hồng liếc Hạ Thiên một cái, nhấc ấm trà lên rồi tự rót cho mình một chén trà nóng, sao ta nghe không hiểu lời này của Hạ tiên sinh, tuy nói những năm qua bệnh tình của cha con bọn ta quả thật tốn không ít tiền. Nhưng cũng nhờ vào phối phương của Y Thần Y, bọn ta mới có thể kéo dài hơi tàn, trong lòng ta vẫn rất cảm kích nàng. Đoạn tiên sinh, nói chuyện đừng có âm dương quái khí như vậy. A Cửu xem như hiểu rõ ý của người nọ là gì, thản nhiên nói, nếu như ngươi thật tìm Y Tỷ Tỷ để khám bệnh, lấy thái độ chịu trách nhiệm của Y Tỷ Tỷ, tuyệt đối sẽ tận tâm làm tròn bổn phận chữa cho ngươi, không thể nào tránh ngươi mà không gặp. Hiện tại, trong trường hợp này, hoặc là ngươi căn bản không có đi tìm Y Tỷ Tỷ để khám bệnh, hoặc là chính ngươi dùng biện pháp tà môn ngoại đạo gì đó chữa bệnh cho bản thân, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu Y Tỷ Tỷ. Đoạn Chính Hồng cười khẽ hai tiếng, vỗ tay nói, Cửu cô nương quả nhiên biết ăn nói, Đoàn mỗ thật bội phục. Cha, nếu người ta đã xem thấu, chúng ta cần gì phải giả bộ nữa? Đoạn Vũ Lâu vỗ bàn một cái, chỉ vào Hạ Thiên, gào thét nói, năm đó ta chỉ bị chút bệnh nhẹ. Kết quả Y Tiểu Âm lại thu xong 5 triệu của cha ta, không chỉ không chữa khỏi bệnh của ta, mà suýt chút nữa còn lấy mạng của ta. Nếu mà không phải cha ta dựa vào quan hệ gia nhập trường sinh hội này, hàng năm có thể mua được 1-2 viên thuốc để kéo dài tính mạng, mẹ nó, ta sớm đã bị hại chết rồi. Hạ Thiên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói với A Cửu, Cửu nha đầu, đồ đần này đúng là quá ngu, bị người ta hãm hại cũng không biết là bị ai hại, vậy mà còn vụ oán giá họa lên đầu vợ Y Y. Đúng là ngu càng thêm ngu. Tiểu tử, con mẹ nó, ngươi có ý gì? Đoạn Vũ Lâu lớn tiếng quát hỏi. Ý tứ đã rất rõ ràng. Hạ Thiên lười biếng nói, bệnh của các ngươi sớm đã được vợ Y Y trị, chỉ là có người không hy vọng bệnh của ngươi được chữa khỏi, cho nên hàng năm dùng thuốc để duy trì trạng thái sinh bệnh của các ngươi. Nhưng kiên trì tới hôm nay đã là cực hạn, cho nên ngày hôm nay các ngươi nhất định sẽ chết. Đúng là nói láo, Đoạn Vũ Lâu sửng sốt mấy giây. Cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi mở miệng nói chuyện là ta phải tin tưởng ngươi sao? Ngươi có tin hay không, thì liên quan gì tới ta chứ, người chết cũng không phải là ta. Vẻ mặt của Hạ Thiên dửng dưng như không. Hừ, ngươi rõ ràng là đang chột dạ, Đoạn Vũ Lâu hiển nhiên không tin. Đoạn Trình Hồng lại chau mày, lâm vào trầm tư. Cha, đừng bảo ngươi đã tin chuyện hoang đường của bọn họ rồi đấy nhé. Đoạn Vũ Lâu nhìn nét mặt của cha mình. Không khỏi nói, mạng của ta suýt chút nữa bỏ lại dưới tay người phụ nữ Y Tiểu Âm đó,
hai người kia lại có quan hệ không tầm thường với Y Tiểu Âm, khẳng định là đang giúp người phụ nữ kia. Ặc, lời còn chưa nói hết, Đoạn Vũ Lâu bỗng dưng ôm cổ, vẻ mặt thống khổ ngã trên mặt đất, máu mủ màu đen đậm chảy ra từ trong miệng và mũi. Chương 2339, Đại Y Vương. Vũ Lâu, ngươi làm sao vậy? Đoạn Chính Hồng bị dọa sửng sốt, sợ đến mức nhào tới trước mặt Đoạn Vũ Lâu, đưa tay bế hắn lên. Con mắt của Đoạn Vũ Lâu trợn tròn, há mồm muốn nói gì đó, nhưng đáng tiếc không phát ra được âm thanh gì. Hắn bị sao vậy? A Cửu cũng sợ hết hồn bởi tình huống bất thình lình này, quay đầu hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên hứng hờ đáp, ta đã sớm nói tên đần này ngày hôm nay sẽ chết, hiện tại không phải là nói chúng đấy sao? Là ngươi làm, đúng không? Đoạn Chính Hồng nghe được lời này của Hạ Thiên, lập tức nhắm mũi nhọn ngay Hạ Thiên, có phải là ngươi giở trò với con trai ta, đúng không? Nếu không thì sao con trai ta lại đột nhiên thổ huyết ngã xuống đất như thế? Con trai của ngươi ngã xuống đất đó là bởi vì hắn muốn chết, không có liên quan gì tới ta. Hạ Thiên bất mãn chừng Đoạn Chính Hồng một cái, ta không có hứng thú đối giở trò với con trai đần của ngươi, hắn còn chưa xứng để ta ra tay. Con mắt của Đoạn Chính Hồng đầy vẻ oán độc, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên chằm chằm, ta thấy ngươi chính là muốn thay Y Tiểu Âm che lấp sự thật nàng là lang băm, chỉ cần ta và con trai của ta chết, thì vụ việc trị liệu suýt gây chết người của nàng sẽ không ai biết được. Hai, chính là loại đồ đần không có não này không biết giao tiếp, hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người. Hạ Thiên lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng đã nói, bệnh của ngươi và con trai ngươi sớm đã được vợ y trị khỏi. Nói láo, trong lòng Đoạn Chính Hồng mang oán khí, mắng, nếu như trị, vậy tại sao thân thể của ta và con trai ta lại yếu đi qua từng ngày, nếu như không phải mua tục mệnh hoàn, thì cha con bọn ta đã chết từ lâu rồi. Hạ Thiên lắc đầu, cho nên mới nói cha con các ngươi đều là đồ ngu, bị ai hại cũng không biết. Lời này của ngươi là ý gì? Đoạn Chính Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Hạ Thiên chẳng muốn trả lời câu hỏi này, cũng không có nghĩa vụ phải trả lời. Hiện tại con trai của ta chết rồi, món nợ này không tính sổ lên đầu ngươi, thì cũng tính lên đầu Y Tiểu Âm. Đoạn Chính Hồng cắn răng khẩn khiết nói. Đừng kêu loạn, con trai của ngươi còn chưa có chết cơ mà. A Cửu đâm Đoạn Vũ Lâu mấy châm, trước hết giúp hắn cầm máu, có điều, lục phủ ngũ tạng của hắn đều đã nát đến mức không ra hình thù gì, nếu mà không ngoan ngoãn điều dưỡng, thì xác thực là không sống được lâu nữa đâu. Đoạn Chính Hồng liếc nhìn con trai của mình một cái, phát hiện xác thực đã cầm máu, sắc mặt cũng bình tĩnh hơn không ít, chỉ là rất khó chịu về những gì mà A Cửu nói, người nói hưu nói vượn gì đấy, sau khi uống tục mệnh hoàn, lục phủ ngũ tạng của cha con bọn ta đều được cường hóa, có thể miễn dịch chứng bệnh thông thường, 7 năm nay ngay cả bệnh cảm ta đều không bị. 7 năm không bị cảm, lẽ nào ngươi chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề sao? A Cửu nhàn nhạt liếc Đoạn Chính Hồng một cái, lấy tố chất thân thể của ngươi, hẳn là cực dễ bị cảm lạnh, 7 năm trước ngươi hẳn là thường xuyên mắc phải loại bệnh nhẹ này mới đúng. Đoạn Chính Hồng đáp lại, điều này chẳng phải đã nói rõ, tục mệnh hoàn đề cao tố chất thân thể của ta. E là ngược lại thì có. Sắc mặt của A Cửu có chút nghiêm nghị, nếu mà ta đoán không sai, thì khoảng thời gian mà các ngươi uống tục mệnh hoàn hẳn là càng ngày càng ngắn, đúng không? Hơn nữa mỗi lần số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chuyện này, Đoạn Chính Hồng không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì sự thật đúng như A Cửu nói, lẽ nào tục mệnh hoàn thật sự có vấn đề? Cái suy nghĩ này vừa mới sản sinh, liền có một ý thức bốc lên từ sâu trong não của Đoạn Chính Hồng, khiến cho hắn không tự chủ được gào to. Nói quả thực nói hưu nói vượt, tục mệnh hoàn này chính là do Đại Y Vương tự tay chế ra, làm sao có thể có vấn đề được. Đại Y Vương, A Cửu nghi hoặc không thôi, nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, là ai thế? Sao ta biết được, Hạ Thiên cũng chưa từng nghe, không khỏi tự lẩm bẩm, phỏng chừng lại là tên lừa đảo từ đâu đi ra mà thôi. Các ngươi ngay cả Đại Y Vương cũng không biết, vậy mà còn dám lên thuyền, còn dám tham gia buổi giao lưu. Trên mặt Đoạn Chính Hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, Đại Y Vương không phải là tên lừa đảo, đó là tồn tại chân chính có y thuật vượt qua cả thần, trường sinh hội chính là do hắn tọa chấn, mới có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tới tham gia. Vấn đề liên quan đến phương diện y thuật và dược vật, hắn hầu như không gì không biết, không gì không làm được. Người thật sự không gì không biết, không gì không làm được, chỉ có ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, những người khác nói câu này, 100% là tên lừa đảo. Lúc này Đoạn Vũ Lâu từ từ vừa tỉnh lại,
nghe được lời của Hạ Thiên, không khỏi khịt mũi coi thường, lớn tiếng mắng chửi nói, ta thấy ngươi mới là tên lừa đảo, vậy mà dám ở chỗ này phỉ báng Đại Y Vương, thực sự là không muốn sống rồi. Ta cũng chưa từng nghe Đại Y Vương gì đó. A Cửu còn nghiêm túc nhớ lại một thoáng, trong ký ức quả thật không có người nào tên là Đại Y Vương, trước đây cũng có mấy người được mọi người xưng là Y Vương, nhưng đều là do thâm niên. Dám xưng Đại Y Vương, tuyệt đối sẽ không có đầu rụt cổ ở trên tàu. Thực sự là can đảm. Đoạn Vũ Lâu cười ha ha, kêu gào bốn phía xung quanh, các người nghe rồi đấy, nữ nhân này nói Đại Y Vương có đầu rụt cổ kia. Cái gì, vậy mà có người mắng Đại Y Vương? Thực sự là chán sống. Đại Y Vương chính là đại diện cho Trường Sinh Hội, là Bồ Tát sống, ai mắng hắn chính là đang mắng ta. Vệ sĩ đâu, chết hết rồi à, có người đang mắng Đại Y Vương, nhanh lôi ra ngoài. Tiếng hét lớn của Đoạn Vũ Lâu rốt cuộc hấp dẫn sự chú ý của những người khác trong hội trường, trong lúc nhất thời, không nói không rằng bắt đầu quát mắng Hạ Thiên và A Cửu. Chương 2340, Tiết Phượng Sơn. Đồ đần nhà ngươi mới là không muốn sống đó. Hạ Thiên hơi khó chịu, chừng Đoạn Vũ Lâu một cái, vừa nãy Cửu nha đầu còn cứu ngươi một cái mạng chó. Hừ, ai cần nàng cứu? Đoạn Vũ Lâu nhổ nước bọt lên mặt đất, đúng là toàn quản chuyện không đâu, nói không chừng chính là các ngươi giở trò gì đó với ta. Nàng là thị nữ của Y Tiểu Âm, liền nói rõ nàng cũng không phải là thứ gì tốt. À, Đoạn Vũ Lâu lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, lần này không phải là vì miệng mũi chảy máu, mà là cả người bị đạp bay. Tạo thành một cái lỗ lớn trên vách tường, bay đến biệt tăm biệt tích. Dám nói xấu vợ ta, đồ đần ngươi nên đi chết đi. Vẻ mặt của Hạ Thiên khó chịu, nói. Người đến, có ai không, con trai của ta bị người ta ném xuống thuyền. Đoạn Chính Hồng trơ mắt mà nhìn con trai của mình bay ra ngoài như đạn pháo, biến mất không thấy tăm hơi, phải biết đây là đang ở trên thuyền, bên ngoài là biển rộng mênh mông. Nếu mà rơi ra khỏi thuyền, đó tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đừng kêu nữa, con trai của ngươi còn chưa rớt xuống thuyền mà. Lúc này, có một giọng nói khá là hùng hậu vang lên. Vừa dứt lời, cửa chính hội trường chợt mở ra, sau đó một bóng người lăn vào, chính là Đoạn Vũ Lâu vừa bị Hạ Thiên đá bay, chỉ là trên người hắn có thêm vài sợi tơ gần như trong suốt. A Cửu rời mắt nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy một lão giả tóc bạc mặt hồng hào mang theo hai vệ sĩ chậm rãi tiến vào. Là Đại Y Vương đến. Thật ư, Đại Y Vương, bọn ta là đến cầu tục mệnh hoàn. Ta là đến cầu thể lực hoàn, thỉnh ngài phát cho ta một ít. Đại Y Vương, ta tìm ngài mấy năm rồi, mau cứu ta trước. Người lão giả này vừa xuất hiện, toàn bộ hội trường liền trở nên sôi trào, cần y xin thuốc, đếm không xuể. Độ nổi tiếng này còn tưởng chừng là một idol trẻ đang hot nào đó lên sàn nữa cơ. Đa tạ Đại Y Vương xuất thủ cứu con trai ta, đại ân đại đức, Đoàn Mỗ vô cùng cảm kích. Đoạn Chính Hồng cũng trực tiếp quỳ xuống, dập đầu không ngớt. Lão giả cười ha ha, lờ đến khoát tay áo một cái, việc nhỏ mà thôi, không cần đa lễ. Sau khi đưa tay nâng Đoạn Chính Hồng dậy, lại nói, lão phu nhớ ngươi, ngươi là Đoạn tiên sinh ở Thiên Hải, phải không? Bệnh của ngươi và con trai ngươi đã khá hơn chưa? Không ngờ là Đại Y Vương vẫn còn nhớ tới ta. Đoạn Chính Hồng suýt chút nữa cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt, khóc lóc nói, bệnh của cha con bọn ta vốn đã khỏi từ lâu, chỉ là sau đó xảy ra chút biến cố, lần này là đặc biệt đến đây để xin thêm mấy viên tục mệnh hoàn. Nụ cười trên gương mặt của lão giả vẫn tươi như hoa, thản nhiên nói, chuyện này dễ nói, lão phu còn có một chút tục mệnh hoàn đây. Lát nữa ngoại lệ cho phép Đoạn tiên sinh mua hai viên. Đại Y Vương quả nhiên tốt bụng nhân hậu. Không hổ là danh y thế giới, lòng khoan dung này không phải là thứ mà người thường có thể so sánh. Trong hội trường lại liên tiếp là những tiếng thổi phồng. A Cửu nhìn trước tình huống trước mặt, không khỏi tự nhủ Y Vương này lợi hại đến vậy sao? Thổi phồng đến mức khoa trương. Cửu nha đầu, trên thế giới này quả thực không bao giờ thiếu đồ đần không có chỉ số IQ. Hạ Thiên cười hì hì, khắp khuôn mặt đều là thần sắc kỳ quái, kỳ thực cũng không khoa trương, càng là người chẳng ra gì, thì mới càng cần người khác thổi phồng. Người ta bảo thùng rỗng thì kêu to mà. Vị lão đầu tóc bạc mặt hồng hào tay trái hơi run lên, liền thu hồi mấy sợi tơ quấn trên người Đoạn Vũ Lâu vào lòng bàn tay, lạnh lùng liếc nhìn Hạ Thiên một cái, tiểu huynh đệ, ra ngoài đường, nói chuyện chú ý tích đức cái miệng, đừng có để mình và người trong nhà gặp phải tai họa. Lão gia hỏa ngươi là ai vậy?
Hạ Thiên khó chịu đáp lại nói, đừng kêu loạn, ai là tiểu huynh đệ của ngươi? Bên cạnh lập tức có người quát Hạ Thiên, tiểu tử, vị này chính là đại y vương lừng lẫy có tiếng, mẹ nó, ngươi tôn trọng xíu coi. Dám bất kính với đại y vương như thế, ngươi đích thị là chán sống rồi. Đại y vương xưng ngươi là tiểu huynh đệ, đó là đang coi trọng ngươi, đừng có không biết điều như thế. Vừa nãy hắn còn phỉ báng đại y vương, hay là cứ đuổi hắn ra khỏi hội trường đi. Trực tiếp đuổi khỏi thuyền, tiểu tử này không xứng ngồi ở trường sinh đế quân. Để đại y vương tùy tiện cho hắn hai châm, cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết, kha kha. Lão phu Tiết Phượng Sơn, là một bác sĩ, hành nghề đến nay đã có 60 năm, nhận được sự ưu ái của mọi người, nên mới có bí danh đại y vương. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào cười khẽ ha ha, có chút khinh bỉ, nhìn Hạ Thiên, còn ngươi, vừa nãy tự dưng phỉ bang danh dự của lão phu, hiện tại còn nói năng lỗ mãng với lão phu, lẽ nào trước đây chúng ta có cửu oán gì sao? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta không quen biết đồ đần ngươi, trước đây cũng không có cửu oán gì. Vậy thì lạ thật, ngươi nói lão phu là tên lừa đảo trước, vừa nãy lại suýt chút nữa ném bệnh nhân của lão phu rớt xuống thuyền, bây giờ lại há mồm ngậm miệng mắng lão phu là đồ đần. Tiết Phượng Sơn lộ vẻ nghi ngờ, nói, nếu như lúc trước không có cửu oán gì, thế thì lão phu thật không hiểu vì lý do gì mà ngươi nói như thế. A cửu thay Hạ Thiên đáp lại, hắn chỉ đơn thuần là không ưa những tên lừa đảo mà thôi. Chương 2341, Ngự Vân Thủ. Tên lừa đảo, ngươi nói ai là tên lừa đảo? Tiết Phượng Sơn nghe vậy sắc mặt liền âm trầm, hiên ngang lẫm liệt, nói, lão phu làm nghề y 60 năm rồi, bình sinh chưa trị sai một ai, cũng chưa từng bốc sai toa thuốc, hai vị phỉ báng lão phu như vậy, đến tột cùng là có dụng ý gì? Hạ Thiên thuận miệng nói, ngươi chưa có trị sai một người, đó là bởi vì ngươi căn bản không biết chữa bệnh, ngươi không bốc sai một toa thuốc, đó là bởi vì phương thuốc căn bản không phải do ngươi bốc. Đúng là nói hưu nói vượn, Tiết Phượng Sơn bị chọc giận bởi lời nói của Hạ Thiên, lớn tiếng quát mắng. Có phải là nói hưu nói vượn hay không, trong lòng ngươi biết rõ. Vẻ mặt của Hạ Thiên hứng hờ, lúc đầu, ngươi có phải là tên lừa đảo hay không cũng không liên quan gì tới ta. Nhưng nếu mà ngươi muốn phân cao thấp với ta, thế thì ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc vạch trần tên ngu ngốc nhà ngươi. Tiết Phượng Sơn ngưng trọng, có chút do dự nhìn Hạ Thiên, tiểu tử, khẩu khí của ngươi lớn thật, không biết ngươi có lai lịch gì. Tiết Y Vương, tiểu tử này là bằng hữu của Y Tiểu Âm, nữ nhân này chính là thị nữ của Y Tiểu Âm. Đoạn Chính Hồng ở bên cạnh giải thích, 7 năm trước, cha con bọn ta từng đi tìm Y Tiểu Âm khám bệnh, kết quả bị hãm hại. Vẫn là nhờ tục mệnh hoàn của đại y vương ngài, mới sống đến giờ. Há, ta tưởng là ai, hóa ra là bằng hữu của nữ tử Y Tiểu Âm kia. Sắc mặt của Tiết Phượng Sơn trầm lại, khẽ cười nói như vậy, thì nhất định là Y Tiểu Âm phái các ngươi lên thuyền để thăm dò thực hư, đúng không? Hạ Thiên lười biếng nói, ta không phải là bằng hữu của Y Tiểu Âm, ta là chồng của Y Tiểu Âm. Ta tên A Cửu, A Cửu thản nhiên nói, trước kia là thị nữ của Y Tiểu Âm. Bây giờ là bằng hữu của nàng. Hóa ra là cửu cô nương đại danh đỉnh đỉnh à. Sắc mặt của Tiết Phượng Sơn càng buông lỏng, lắc đầu thở dài nói, vậy thì càng có thể nói rõ vấn đề, hai người các ngươi chắc là tới đây để quấy rối, cũng không biết tại sao Ngô Bạch Đinh lại mang các ngươi đến đây. Vệ sĩ, đuổi hai người bọn họ ra ngoài. Muốn bọn ta rời đi, là sợ mánh khóe bịp người của mình bị vạch trần chứ gì. A Cửu nhìn ra tâm thái của vị y vương Tiết Phượng Sơn này hình như có chút bất ổn, nếu như đúng là lão già lừa đảo chuyên nghiệp, đối mặt với tình huống như thế này hẳn là vững như Thái Sơn mới phải, dù sao nàng và Hạ Thiên còn chưa nói gì cơ mà. Ăn nói linh tinh, Tiết Phượng Sơn không nuốt trôi cục tức, nói với vệ sĩ, còn không mau động thủ, để bọn họ ở đây làm loạn hội trường à. Hai tên vệ sĩ vóc dáng to lớn đi theo sau lưng Tiết Phượng Sơn, sau khi nghe được mệnh lệnh, lập tức tiến lên hai bước, đứng trước mặt Hạ Thiên với A Cửu, hai vị, mời rời đi cho. Ngươi nhất định muốn bọn ta rời đi. A Cửu bỗng nhiên nở nụ cười, một hai giờ trước, bọn ta mới gặp Ngô thuyền trưởng xong, nếu mà hắn biết ngươi đuổi bọn ta đi, phỏng chừng sẽ rất không vui. Các ngươi quen biết Ngô Bạch Đinh ư? Tiết Phượng Sơn nhíu mày nhanh, bán tín bán nghi nhìn A Cửu và Hạ Thiên, rất thân với Ngô thuyền trưởng sao? Vẻ mặt của Hạ Thiên khó chịu nói, bọn ta không có quen đồ đần đó. Trong lòng Tiết Phượng Sơn không khỏi ngờ vực không ngớt, nhìn Hạ Thiên và A Cửu, thật
thậm chí có chút hoài nghi hai người này có phải là người mà Ngô Bạch Đinh cố ý sắp xếp qua đây để tìm hắn gây sự hay không. Quan hệ giữa hắn và Ngô Bạch Đinh kỳ thực có chút vi diệu, mặc dù đều làm công cho Trường Sinh chủ, nhưng mà Ngô Bạch Đinh bây giờ đang làm thuyền trưởng, mà hắn chỉ có thể ở trên thuyền chủ trì một buổi giao lưu nho nhỏ như thế, mặc dù hiện tại hắn đã có được danh vọng rất cao trong buổi giao lưu, nhưng vẫn có chút chênh lệch so với Ngô Bạch Đinh. Cho nên hắn vừa có chút không ưa Ngô Bạch Đinh, vừa không dám thật lật đổ Ngô Bạch Đinh, lỡ mà bị ném khỏi thuyền thì lợi bất cập hại. Hừ, lão phu niệm tình các ngươi nhập hội vất vả, lần này sẽ không truy cứu. Tiết Phượng Sơn cân nhắc một hồi, trước lúc chưa xác định rõ Hạ Thiên và A Cửu rốt cuộc là ai, thì hắn vẫn quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Đoạn Vũ Lâu lại không muốn cứ như vậy mà buông tha Hạ Thiên và A Cửu, nói với Tiết Phượng Sơn, Tiết Y Vương. Vừa nãy bọn họ không chỉ nói năng lỗ mãng với ngài, mà còn chất vấn tục mệnh hoàn của ngài, nói đó chính là thuốc giả đòi mạng. Là thật hay là giả, công đạo tự tại lòng người. Tiết Phượng Sơn tàn nhẫn chừng Đoạn Chính Hồng một cái, trông chừng con trai yêu quý của ngươi, đây không phải là nơi mà hắn ngang ngược. Vũ Lâu, chú ý thái độ nói chuyện với Đại Y Vương. Đoạn Chính Hồng cũng sợ hết hồn, mặc dù hắn cũng khá khó chịu về Hạ Thiên và A Cửu. Nhưng mà Tiết Phượng Sơn đã bày tỏ tâm tình không muốn truy cứu, cha con bọn họ sẽ không thể mượn đề tài này để nói chuyện, bằng không nếu mà đắc tội Tiết Phượng Sơn, thì năm nay tục mệnh hoàn của bọn họ sẽ không có. Hừ, Đoạn Vũ Lâu căm hận chừng Hạ Thiên một cái, đành phải nén lửa giận trong lòng. Buổi giao lưu sắp bắt đầu, ta không rảnh ở đây lãng phí thời gian với các ngươi. Tiết Phượng Sơn lại lần nữa khôi phục loại khí chất bậc thầy trung y trước đó. Cười ha hả đi tới đài chủ tịch trên hội trường. Chờ đã, không đợi Tiết Phượng Sơn đi vài bước, A Cửu mở miệng gọi hắn lại. Tiết Phượng Sơn quay đầu nhìn A Cửu, vẻ mặt nghi hoặc, Cửu cô nương, ngươi còn có chuyện gì? Vừa nãy thủ pháp sử dụng sợi tơ của ngươi, hình như là tuyệt kỹ ngự vân thủ trước đây của Trác gia ở Giang Hữu. Ánh mắt của A Cửu sắc bén nhìn chằm chằm Tiết Phượng Sơn, chậm rãi nói, Trác gia, đó chính là một gia tộc tương đối bảo thủ. Không thể nào truyền tuyệt kỹ của mình cho người ngoài, không biết Tiết Y Vương từ đâu mà học được. Tiết Phượng Sơn lạnh lùng nói, ta có cần giải thích với ngươi không? Quả thật không cần, A Cửu nụ cười vẫn tươi, nhưng mà ta muốn biết, bởi vì khoảng 50 năm trước, Trác gia bị người diệt môn mà không rõ lý do, ngoại trừ một cô bé, thì không ai sống sót cả, đồ cổ và sách cổ được tích góp trong nhà đều bị người ta cướp sạch sành sanh, không biết Tiết Y Vương có manh mối hay không? Chương 2342, nếu không thì ngươi thử uống đi. Cửu cô nương, ngươi đây là ý gì? Sắc mặt của Tiết Phượng Sơn âm trầm, ánh mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào A Cửu, lẽ nào ngươi hoài nghi sự kiện đó là do lão phu làm ư? Vẻ mặt của Hạ Thiên tùy ý nói, không cần hoài nghi, chính là đồ đần nhà ngươi làm. Các ngươi có bằng chứng không? Tiết Phượng Sơn sắp không khống chế được lửa giận của mình, hai vị lại quấy nhiễu nữa. Coi như là Ngô Bạch Đinh đích thân ra mặt biện hộ cho các ngươi, ta cũng phải đuổi các ngươi khỏi thuyền. A Cửu quan sát sắc mặt của Tiết Phượng Sơn, cười nói, Tiết tiên sinh, không cần sốt sắng, ta cũng không phải là cảnh sát, cũng không phải đến đây để tra án, chỉ là hơi hiếu kỳ mà thôi. Ở đây là buổi giao lưu Trường Sinh hội, chủ nhân của chiếc du thuyền này cũng là Trường Sinh chủ. Tiết Phượng Sơn nhìn thấy ánh mắt của những người chung quanh, có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nói, Trường Sinh chủ là nhân vật gì, ta nghĩ các ngươi hẳn là đã sớm biết. Ở đây, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi cũng có thể tùy tâm sở dục mua đồ vật mà ngươi muốn mua, không cần lo lắng bất kỳ hậu hoạn gì cả. Đúng vậy, ta vừa nãy dùng ngự vân thủ, xác thực là tuyệt kỹ của Trác gia ở Giang Hữu, nhưng thế thì sao chứ? Đó là lão phu dùng tiền mua được, nếu các ngươi thật muốn biết từ đâu tiết lộ ra ngoài. Thế thì cứ đi tìm Trường Sinh chủ hoặc là Ngô Bạch Đinh, bọn họ sẽ nói cho các người biết đáp án, lão phu cũng không có nghĩa vụ này, sau này cũng sẽ không trả lời những vấn đề tương tự như này nữa. Tiếp đó, ánh mắt nhìn về phía A Cửu, lạnh giọng nói, không biết, Cửu cô nương còn có thắc mắc gì nữa không? A Cửu cười đáp lại, thắc mắc thì chưa bàn đến, chỉ là có chút hứng thú với tục mệnh hoàn của ngươi, không biết có thể mua được nó từ đâu. Cái câu hỏi này cũng là điều mà những thành viên tham dự hội nghị khác quan tâm đến, mục đích mà bọn họ tới buổi giao lưu này chủ yếu chính là vì mua tục mệnh hoàn, những thứ đồ khác cũng chỉ là thứ yếu, dù sao không có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của mình cả. Cửu cô nương chính là thị nữ của nữ thần Y Y Tiểu Âm,
làm sao lại để ý tục mệnh hoàn nho nhỏ của lão phu chi vậy? Tiết Phượng Sơn cười lạnh một tiếng, hắn cũng là bị A Cửu chọc tức, ta thấy các ngươi chính là lai giả bất thiện, chắc là sẽ không bán tục mệnh hoàn cho các ngươi, ở đây cũng không hoan nghênh các ngươi, mau cút ra ngoài, kêu Ngô Bạch Đinh ra mặt cũng không được. Tâm tình của những người tham dự hội nghị trong nháy mắt bị khuấy động, hình như có công tác, quay lại nhao nhao mắng Hạ Thiên và A Cửu. Đúng đấy, vị cô nương này, người rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao luôn nhằm vào Tiết Hy Vương? Ta thấy bọn họ tới đây quấy rối thì có, đuổi bọn họ đi. Bọn họ mới vừa nói là bằng hữu của Ngô thuyền trưởng. Coi như là bằng hữu thì sao chứ, dám bất kính với Đại Y Vương, đều phải giết chết. Nếu mà làm cho Đại Y Vương không vui, chúng ta không mua được tục mệnh hoàn thì làm sao đây? Đúng, đuổi bọn họ ra ngoài. Này, bảo vệ, nhanh đuổi bọn họ ra. A Cửu cũng không kiên nhẫn chút nào, nói với Hạ Thiên, để đám đần này câm miệng trước đi. Cửu nha đầu, nên làm vậy từ sớm. Hạ Thiên cười hì hì, đám ngu này quá ổn, hơn nữa đã sớm bị viên thuốc chết tục mệnh hoàn kia khống chế, nói chuyện với bọn họ cũng vô dụng. Nghe nói như thế, những người tham dự hội nghị càng kích động hơn, suýt chút nữa chỉ vào mũi của Hạ Thiên và A Cửu chửi ầm lên. Tất cả câm miệng, Hạ Thiên tùy ý nói một câu, toàn bộ hội trường bỗng dưng yên lặng như tờ, những người tham dự hội nghị kia hình như đều bị điểm huyệt, miệng của từng người lại không phát ra được một tí âm thanh, thân thể cũng không thể động đậy. Vệ sĩ, nhanh ném bọn họ ra ngoài, Tiết Phượng Sơn bị dọa đến mức sắc mặt tái mét, gấp gáp gọi vệ sĩ. Tiếc là, những vệ sĩ đó cũng bị đình trệ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Trên mặt Tiết Phượng Sơn lộ ra vẻ hốt hoảng, trên trán mồ hôi rơi như mưa, đừng, đừng sằng bậy, nơi này chính là thuyền của Trường Sinh Chủ, nếu các ngươi dám động đến nửa cọng lông của ta, Trường Sinh Chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chúng ta tới đây quả thật không phải vì tục mệnh hoàn, nhưng mà cũng không quan trọng. A Cửu ngắm nhìn bốn phía, có chút thất vọng nói, buổi giao lưu của các ngươi quá thấp kém. Hẳn không phải là cái mà ta muốn điều tra, nên là cũng không muốn lãng phí thời gian. Hạ Thiên cười hì hì nói, Cửu nha đầu, nàng lúc nào lại thông minh như vậy. Tiện tay chỉ vào Tiết Phượng Sơn, đồ đần này căn bản không hiểu y thuật, tục mệnh hoàn gì đó khẳng định cũng không phải là do hắn luyện ra. A Cửu đã nhìn ra, chỉ là vẫn không dám xác định. Nếu như cái buổi giao lưu này là giả, thế thì cũng đang nói rõ nàng và Hạ Thiên đã rơi vào kế hoạch khác. Lão phu chính là Y Vương, sao lại không hiểu y thuật? Tiết Phượng Sơn ngụy biện nói, tục mệnh hoàn càng là kết tinh y đạo trong 60 năm làm nghề y của lão phu, có thể nói là cứu vô số người, các ngươi thì biết cái gì? Nói dễ nghe thế, vậy chính ngươi lấy một hai viên ra uống thử xem đi. Hạ Thiên cười nói, tục mệnh hoàn quý trọng tới cỡ nào, lão phu cũng không có mang ở trên người. Sắc mặt của Tiết Phượng Sơn có chút sợ hãi, trên mặt lại cố giả vờ chấn định. Đó là thuốc cứu mạng, tự nhiên là để dành cho những người có nhu cầu ở đây, sao lại để lãng phí được? Bây giờ ngươi có nhu cầu rồi đó. Hạ Thiên cười cười, tiện tay lấy một ngân châm ra. Tiết Phượng Sơn đương nhiên không dám, xoay người bỏ chạy, nhưng đáng tiếc đã muộn. Oanh, Hạ Thiên đạp một cước làm Tiết Phượng Sơn té xuống đất, chỉ thấy từ trong túi áo hắn rơi ra một chiếc lọ nửa trong suốt, bên trong chứa đầy viên thuốc nhỏ màu tím, đang lộc cộc lăn đầy đất. Chương 2343, thật sự là một tên lừa gạt. Hạ Thiên, chàng chờ đã. A Cửu liền vội vàng gọi Hạ Thiên lại, sợ hắn nhất thời lỡ tay chơi chết con hàng Tiết Phượng Sơn này. Tiết Phượng Sơn nghe được cái tên Hạ Thiên bỗng sửng sốt, sau đó cả kinh, rồi cả người run rẩy không ngớt, ngươi là Hạ Thiên ư? Ngươi biết Cửu nha đầu là thị nữ của vợ y, vậy mà không biết ta là chồng của vợ y à? Hạ Thiên bĩu môi, khá là khó chịu đạp Tiết Phượng Sơn một cước. Tiết Phượng Sơn giờ khóc giờ cười, nói y tiểu âm xưa giờ cũng chưa từng nói nàng có chồng mà, ta làm sao mà biết chồng của nàng là ngươi, và ngươi chính là Hạ Thiên. Thế làm sao ngươi biết Hạ Thiên? A Cửu cảm thấy có chút kỳ quái, tên Tiết Phượng Sơn này hình như giống với tên sát thủ mà trước đó Dư Diệu Diệu đụng phải, biết uy danh của Hạ Thiên, thế nhưng mà không quen biết Hạ Thiên, thì quả thật có chút kỳ lạ. Hạ Thiên, trời sinh sát tinh, đại ma đầu giết người không chớp mắt. Người trong Trường Sinh hội đều biết, bởi vì đây là Trường Sinh chủ nói. Lúc Tiết Phượng Sơn nói lời này, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, sợ mình chỉ cần mất tập trung một cái là bị giết chết. Người mới là sát tinh,
ngươi mới là đại ma đầu giết người không chớp mắt. Hạ Thiên nghe vậy có chút khó chịu, lại đạp một cước làm Tiết Phượng Sơn ngã xuống. Nương tay một chút, chớ chơi chết hắn. A Cửu nhắc nhở, giữ hắn lại còn có tác dụng. Hạ Thiên hơi nhàm chán nói, Cửu nha đầu, loại tên lừa đảo này có cái gì hữu dụng chứ, trực tiếp vứt xuống biển là được. Vứt cái đầu chàng, A Cửu đá nhẹ Hạ Thiên một cái, chúng ta còn chưa biết gì về bí mật trên chiếc thuyền này cả, vừa vặn tìm hắn hỏi thử, hắn hẳn là biết không ít chuyện. Vẻ mặt của Hạ Thiên khó hiểu, Cửu nha đầu, chúng ta biết bí mật trên thuyền để làm gì? Ta nói thì chàng cứ nghe, hỏi nhiều như vậy làm gì? A Cửu không hề phản ứng với Hạ Thiên, liếc nhìn một viên thuốc lăn trên đất, không khỏi cúi người xuống nhặt một viên lên, nhẹ nhàng vân vê, đưa lên mũi ngửi ngửi một thoáng, có thành phần mê hồn thảo, còn có một chút thành phần dược vật dưỡng thần tích khí, ăn vào đối với thân thể vô hại nhưng lại có thể khống chế đại não của con người, nhưng hoàn toàn không liên quan đến việc kéo dài tính mạng. Cửu nha đầu, ta sớm nói tên này chính là một tên lừa đảo, không hiểu y thuật. Hạ Thiên cười hì hì, còn mắt liếc những người trong hội nghị đang bị trấn trụ, chỉ có những đồ đần không chỉ số IQ mới tin tưởng nó, còn dùng giá cao để mua nữa chứ. Trên mặt của những người tham gia hội nghị bị Hạ Thiên trấn trụ đồng loạt lộ ra vẻ phẫn nộ, vừa là vì bị Hạ Thiên vô tình trào phúng, vừa là vì bọn hắn phát hiện Tiết Phượng Sơn thật sự là một tên lừa gạt, tục mệnh hoàn mà bọn họ từ trước tới giờ dựa vào để sống sót vậy mà cũng là giả. Loại cảm giác tín nhiệm đổ nát, hy vọng mất đi khiến bọn họ hận không thể xé nát người Tiết Phượng Sơn ra ngay bây giờ. Tiết Phượng Sơn cảm thấy tình cảnh của mình có chút chẳng lành, cố nén đau đớn, tay chân cũng đang bò về phía cửa. Trước hết đừng chạy, còn có một số việc muốn hỏi ngươi. A Cửu bước ra bước dài, hai ba bước liền đuổi theo Tiết Phượng Sơn, chặn đường mà hắn đang đi tới, ngươi cũng có thể không trả lời, nhưng mà như vậy, ta sẽ giao ngươi cho những người này xử trí. Thần sắc trên mặt Tiết Phượng Sơn biến ảo mấy lần, cuối cùng lộ ra vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, thế thì, không biết Cửu cô nương muốn hỏi gì. Buổi giao lưu chân chính của trường sinh hội các ngươi ở đâu? A Cửu cũng không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Nơi này chính là buổi giao lưu mà, ta không có lừa ngươi, thật đó. Tiết Phượng Sơn cũng trả lời rất sảng khoái, chỉ là độ tin cậy trong lời nói cũng rất có ý vị sâu xa. A Cửu thở dài, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất là phối hợp một chút, nếu không thì ta nhét hết tất cả viên thuốc dưới đất vào miệng của ngươi, để ngươi cũng có thể kéo dài tính mạng của mình. Đừng, 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 Cửu cô nương, có chuyện gì từ từ nói, ta nhất định sẽ phối hợp. Tiết Phượng Sơn sợ hết hồn, sợ đến mức liên tục xua tay. Xem ra hắn biết tác dụng chân chính của những viên thuốc này, bằng không thì sẽ không sợ tới như vậy. Nói đi, A Cửu lạnh nhạt, ta không muốn lặp lại câu hỏi của mình. Tiết Phượng Sơn chần chờ mấy giây, ánh mắt liếc nhìn những người tham dự hội nghị bị trấn trụ kia, có thể chuyển sang nơi khác không, nơi này quả thật không tiện để nói. Ngươi còn sợ bị bọn họ nghe thấy à? A Cửu hơi buồn cười, nói. Hạ Thiên lười biếng nói, Cửu nha đầu, nàng đoán sai rồi. Những tên đần này đều không sống qua hôm nay, hắn khẳng định không sợ. Người mà hắn sợ cũng không có ở đây. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tiết Phượng Sơn kinh ngạc không thôi, nhìn Hạ Thiên. A Cửu cảm thấy có chút kỳ quái, nếu người đã không có ở đây, thế thì có gì đáng sợ chứ? Không, không thể nói ở đây được, nếu như Cửu cô nương thật sự muốn biết một vài chuyện, xin hãy chuyển sang nơi khác. Con người của Tiết Phượng Sơn liếc mắt nhìn xung quanh. Bộ dạng trông vô cùng lo lắng, ở đây, ta sẽ không nói bất kỳ cái gì. Hạ Thiên có chút bực mình, nói chỉ cần ta đâm thêm một châm, sẽ không còn tồn tại tình huống ngươi sẽ không nói bất kỳ cái gì. Được rồi, nếu hắn đã muốn chuyển sang nơi khác, vậy thì chuyển thôi. Cách làm việc của A Cửu không có thô bạo và đơn giản như Hạ Thiên, ngược lại là khá giống Y Tiểu Âm, đó chính là vào thời điểm có thể giúp người ta thì cứ tận lực giúp người ta, đó cũng không phải là chuyện khó gì. Vậy bọn họ, có thể tiếp tục duy trì trạng thái như thế này sao? Tiết Phượng Sơn từ dưới đất bò dậy, chỉ đám người trong hội trường, ánh mắt do dự nhìn về phía Hạ Thiên và A Cửu. A Cửu đoán chừng là con hàng này sợ sau khi những người tham dự hội nghị khôi phục lại cử động thì sẽ tìm hắn để gây sự, thế là nói, đây không phải là việc mà ngươi nên quan tâm, chỉ cần ngươi nói thật một chút, ta có thể đảm bảo cho ngươi sẽ không bị bọn họ đánh chết. Thế thì cảm ơn Cửu cô nương. Tiết Phượng Sơn hơi an tâm, hai vị mời đi theo ta biết một nơi yên tĩnh,
bảo đảm sẽ không có người nghe được cuộc đối thoại của chúng ta. Dẫn đường, A Cửu cũng không lo lắng Tiết Phượng Sơn sẽ đùa nghịch tâm cơ thủ đoạn gì, con hàng này không cần Hạ Thiên ra tay, nàng cũng có cách để hắn không có chỗ để trốn. Chương 2344, biến cố. Tiết Phượng Sơn sửa sang lại quần áo một chút, sau đó mang Hạ Thiên và A Cửu theo, đi ra từ trong một lối ra bí mật, để lại những người tham dự hội nghị trong hội trường vẫn đang tạo dáng như điêu khắc. Thông đạo ẩn giấu trong hội trường có chút chật hẹp, hoàn toàn không giống vật liệu tạo thuyền, A Cửu nhìn qua liền có phán đoán sơ bộ, đây cũng là có người tự mình cải tạo sau khi thuyền thành hình. Không biết là xuất phát từ khoe khoang, hay là muốn lấy lòng tin với Hạ Thiên và A Cửu, Tiết Phượng Sơn chủ động bàn giao, nói cái lối đi này là ta cho người lén lút chế tạo, ngay cả thuyền trưởng Ngô Bạch Đinh cũng không biết. Người chế tạo ra thông đạo ẩn giấu này là muốn làm gì? A Cửu có chút buồn cười hỏi. Hạ Thiên tùy ý đáp lại, Cửu nha đầu, chuyện này không cần nghĩ, nhất định là đồ đần này sợ thân phận lừa đảo của mình bị người ta vạch trần, cho nên chuẩn bị loại thông đạo này, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát thân. Ha ha, hai vị nói đùa, Tiết Phượng Sơn lễ phép, cười xấu hổ hai tiếng, mặc dù thân phận bác sĩ của ta là giả, nhưng ta cũng là người làm việc cho Trường Sinh chủ, chỉ cần ở trên thuyền, thì không ai dám làm gì ta. Thật sao, Hạ Thiên cười hì hì. Tiết Phượng Sơn căng thẳng trong lòng, vội nói, đương nhiên, không tính các ngươi. A Cửu không nhịn được hỏi, Trường Sinh chủ của các ngươi là ai? Chuyện này không ai biết, lúc này, Tiết Phượng Sơn cũng thẳng thắn, thậm chí ngay cả nam hay nữ cũng không biết. Lẽ nào ngươi chưa từng thấy? A Cửu nhìn Hạ Thiên một cái, xác định Tiết Phượng Sơn không phải nói dối, sau đó hỏi tiếp. Thấy thì có thấy qua. Trên mặt Tiết Phượng Sơn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng kỳ thật cũng chẳng khác gì không thấy, các ngươi xem phim truyền hình cũng biết, loại hắc thủ phía sau màn làm sao lại có thể dễ dàng lộ ra chân dung, âm thanh cũng đã bị bóp méo, nghe không rõ là nam hay nữ. Sau đó lại bồi thêm một câu, có khả năng là Ngô Bạch Đinh thấy qua bộ mặt thật của hắn. A Cửu gật gù, chuyện này cũng nằm trong dữ liệu, lại hỏi, tục mệnh hoàn của ngươi chính là do Trường Sinh chủ đó đưa cho ngươi, đúng không? Đúng, Tiết Phượng Sơn thành thật, vừa đi vừa nói, tục mệnh hoàn là đồ mà Trường Sinh chủ dùng để vơ vét của cải, thứ đó có thể khống chế tâm trí của con người, phàm là người ăn qua, trên cơ bản không thể tách rời, cho nên những phú hào này hàng năm đều phải đến mua. Nơi này vậy mà còn có hoạt động buôn bán ma túy, các ngươi vơ vét ác thật đấy. A Cửu suy cười một tiếng, đối với hành vi của tên Trường Sinh chủ kia khá là khinh thường, dùng loại thủ đoạn bí mật đen tối đó để vơ vét của cải, thật sự là trơ trẽn. Tiết Phượng Sơn lúng ta lúng túng không dám lên tiếng, lá gan của hắn kỳ thực cũng không lớn, gia nhập Trường Sinh hội làm những chuyện này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, hiện tại càng là không dám phản kháng Hạ Thiên và A Cửu. Vậy vị Trường Sinh chủ này có ở trên thuyền không? A Cửu lại hỏi. Không có, Tiết Phượng Sơn lắc đầu, đáp lại, hắn chưa bao giờ lên thuyền. Chưa bao giờ lên thuyền, lại mua một chiếc du thuyền xa hoa như thế, lạ thật đấy. A Cửu không khỏi nở nụ cười, vậy thì ngươi thấy hắn ở đâu? Ở trên một hải đảo, kỳ thực buổi giao lưu chân chính cũng ở trên đảo đó. Tiết Phượng Sơn đáp lại, mỗi khi thuyền cập bờ, hắn lại phái người tới đây mời bọn ta lên đảo. Sau đó giao tất cả mọi thứ mà bọn ta đoạt được cho hắn. Trong lòng A Cửu dùng mình, trong đầu lóe lên một ý niệm, không khỏi hỏi, hải đảo. Hải đảo nào? Chuyện này ta cũng không rõ. Tiết Phượng Sơn khổ sở, thuyền sẽ ngẫu nhiên ngừng lại trên đường, khả năng là trừ Ngô Bạch Đinh ra, trên thuyền cũng không ai biết là hải đảo nào. Xem ra vẫn phải tìm Ngô Bạch Đinh để nói chuyện cho ra lẽ. A Cửu rơi vào trầm tư, tự lẩm bẩm. Hạ Thiên lại phản bác, Cửu nha đầu, kỳ thực không cần nói chuyện với tên ngu ngốc đó, chờ thuyền ngừng, trực tiếp đi tìm tên đần Trường Sinh chủ hay Đoản Mệnh chủ gì đó đánh một trận là xong. Chàng chỉ biết đánh người, ngoài đánh người ra còn biết gì nữa không? A Cửu chừng Hạ Thiên một cái, chẳng trách Hy tỷ tỷ lúc nào cũng né chàng, con người của chàng thật sự là quá vô vị. Hạ Thiên lại làm ra vẻ rất kiêu ngạo, ta rõ ràng rất thú vị, ngoài đánh người ra thì ta còn biết tạo ra con người. Về điểm ấy Cửu nha đầu nàng hẳn là biết rất rõ. Mặc kệ chàng, A Cửu tức giận chừng Hạ Thiên một cái. À mà, mặc dù ta không có tư cách nói lời này, nhưng vẫn muốn khuyên các ngươi một câu. Ánh mắt của Tiết Phượng Sơn có chút do dự, lại có chút sợ hãi, chậm rãi nói, Trường Sinh chủ không phải là phàm nhân,
hắn quả không khác gì thần tiên, các ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nên đừng có trêu chọc hắn thì tốt hơn. Bọn ta không có hứng thú đi trêu chọc hắn, mà là tên ngu ngốc kia trêu chọc bọn ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, coi như hắn thật sự là một thần tiên, ta cũng có thể giết chết hắn. Tiết Phượng Sơn trong nháy mắt ngậm miệng không nói gì, chỉ có thể âm thầm cảm thán tên sát tinh này, quả nhiên điên cuồng đến mức không có điểm dừng, các ngươi căn bản không hiểu trường sinh chủ, mặc dù hắn chưa bao giờ lộ diện, nhưng lại có tính khống chế rất mạnh, trên khắp mọi nơi trên thuyền này đều bị quản chế, chỉ cần chúng ta đi lầm một bước, thì liền sẽ bị hắn xử lý. Cái lối đi này cũng là thứ mà ta hao tổn tâm cơ mới chế tạo ra, có thể miễn cưỡng né tránh tai mắt của hắn. Vậy làm sao ngươi biết? Cái lối đi này của ngươi không phải là hắn cố ý để ngươi kiến tạo ra chứ? A Cửu hỏi một câu đầy hóc búa. Tiết Phượng Sơn lập tức liền ngây ngẩn cả người, trong con ngươi đầy vẻ kinh hãi. Lúc này, thân tàu bỗng nhiên sinh ra chấn động cực kỳ dữ dội, toàn bộ thông đạo trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, tên Tiết Phượng Sơn kia né tránh không kịp, trực tiếp bị vách tường hai bên đè bẹp, mắt thấy là đã chết. Mà Hạ Thiên lại không thấy bóng dáng của A Cửu, không biết đã đi nơi nào. Chương 2345, Vũ Hội, Tiên Vân Đại Lục, Bắc Vân Quận. Mưa xối xả liên miên, trong thành khắp nơi đều là nước đọng, thậm chí có nơi vũng nước cao ngang người. Mấy người hạ lãnh bị vây ở trong thành cũng có chừng mấy ngày, mỗi ngày ngoại trừ ở trong phòng chơi một chút trò chơi nhỏ, và nói chuyện phiếm ra, thì hầu như không phải làm chuyện gì cả. Công tử, chúng ta đi ra ngoài đi dạo thôi, nếu còn ở trong phòng nữa, người ta sẽ nổi mốc mất. Tiêu Tú Nhi hai tay nâng mặt, cả người đều tựa vào bàn, sắc mặt khá sầu muộn. Phong Thiên Linh tính tình hướng nội, mặc dù cũng muốn đi ra ngoài, nhưng vẫn nhịn được, chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn vào Hạ Lãnh. Bên ngoài mưa rồi, Hạ Lãnh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tiêu Tú Nhi lăn khỏi chỗ, cọ tới cọ lui trước gót chân của Hạ Lãnh, nếu mà trời cứ mưa như vậy, lẽ nào đời này chúng ta không rời khỏi nhà được ư? Hạ Lãnh hỏi nàng, người thật muốn đi ra ngoài sao? Dĩ nhiên muốn, ở đây thêm nữa, sớm muộn cũng sẽ điên. Hai lông mày của Tiêu Tú Nhi nhíu lại, coi như đi ra ngoài tắm mưa cũng tốt mà. Trong phòng khá ẩm thấp, lại có chút lạnh, Cơ Cửu đang nhóm lửa than, nghe được lời này của Tiêu Tú Nhi, không khỏi trêu nói, người không sợ yêu quái tên là Vũ Nữ kia hả? Không sợ, có công tử và Cửu ca ở đây, yêu quái gì ta cũng không sợ. Con người của Tiêu Tú Nhi trợn tròn, bò lên ôm lấy cánh tay của Hạ Lãnh, công tử, thật có yêu quái, người hẳn là sẽ bảo vệ ta, phải không? Hạ Thiên liếc nàng một cái, thản nhiên nói, giúp ngươi làm gì, nếu như ngươi bị yêu quái ăn, ta còn bớt lo một chút. Cái gì cơ, ta chính là thị nữ của ngươi đó, không có ta hầu hạ, ngươi có quen không đấy? Tiêu Tú Nhi không tin Hạ Lãnh sẽ đối xử với nàng như thế, công tử, ngươi chính là nói một đằng làm một nẻo. Không giống tiểu hài tử chút nào, lại còn vô vị hơn những đại nhân kia. Phong Thiên Linh nhớ tới vụ việc gặp phải sát thủ trước đó, có chút lo sợ, nói, đi ra ngoài không được à? Lỡ mà đụng phải sát thủ thì sao giờ? Linh Nhi ngốc, sát thủ muốn giết chúng ta sẽ vào trong phòng. Tiêu Tú Nhi vỗ cái đầu nhỏ của Phong Thiên Linh, chúng ta đi ra ngoài mới không có sát thủ chứ, cho dù có cũng không sợ, bên ngoài nhiều chỗ rộng rãi, chạy đi không phải càng dễ dàng hơn sao? Lý do này rất có lý, quả thực không chê vào đâu được. Cuối cùng mấy người Hạ Lãnh vẫn rời khỏi nhà, cũng không phải bởi vì Tiêu Tú Nhi làm phiền, mà là vị lão bản Khổng Thanh Tùng kia bỗng nhiên phái người đến mời nhóm Hạ Lãnh, nói là mời bọn họ đi một danh lam thắng cảnh ngắm mưa. Mấy người Hạ Lãnh vừa ra khỏi cửa, thì có một chiếc xe ngựa chờ ở bên ngoài, người đang ngồi ở trên chính là Khổng Thanh Tùng. Mấy người lần lượt lên ngựa, phát hiện trừ Khổng Thanh Tùng ra, thì còn có hắn một tiểu thư đồng. Lãnh công tử, mấy vị ở trọ thoải mái chứ? Khổng Thanh Tùng nhìn thấy đám người Hạ Lãnh, không khỏi cười hỏi thăm. Hạ Lãnh cũng khách khí đáp lại một câu, ở trọ quả thật cũng không tệ lắm, tiểu nhị hầu hạ cũng rất chu đáo. Thế thì tốt quá, Khổng Thanh Tùng vẫn cứ tận lực duy trì phong độ công tử của hắn, ngôn hành cử chỉ đều mang theo một cảm giác kiêu căng như có như không, may mà còn không đến mức khiến người ta phản cảm. Ta thấy mấy vị chán ngồi ở trong phòng, sợ các ngươi cảm thấy vô vị, cho nên thừa dịp ngày hôm nay mưa nhỏ, mang mấy vị ra ngoài xem thử phong cảnh. Đã muốn ra ngoài từ lâu, nhưng công tử vẫn không cho phép. Tiêu Tú Nhi lập tức trở nên hưng phấn, bên ngoài thú vị hơn nhiều,
nếu trận mưa trực tiếp tạnh thì tốt biết mấy. E là mưa trong thời gian ngắn sẽ không tạnh, nhưng mà cũng không cản trở việc ra đường của chúng ta. Tâm tình của Khổng Thanh Tùng dường như không tệ, nghe được lời Thiêu Tú Nhi nói, không khỏi nở nụ cười, hôm nay chúng ta đi ra ngoài thành, Phi Lai Tự, hôm nay có tổ chức một trận vũ hội, mọi người có thể tham gia cho vui. Ngắm vũ hội, Hạ Lãnh Lòng sinh nghi hoặc, hắn ở trên địa cầu nghe nói qua các loại ngắm hoa hội, ngắm vũ hội là cái gì chứ? Hả, đây là một ngày lễ đặc biệt ở Bắc Vân Quận. Khổng Thanh Tùng cười giải thích, bởi vì nơi này quanh năm đều mưa, đã trở thành một loại phong cảnh khá là đặc sắc, đặc biệt trận mưa đêm giữa tháng 7 là kinh diễm nhất. Khoảng 100 năm trước, có một vị thư sinh tá túc ở Phi Lai Tự, bởi vì đêm không thể chợp mắt, cho nên hớn hở khởi hành, sau đó thấy được dưới ánh trăng, sợi mưa tỉ mỉ rơi vào ngọc liên trong ao, làm cho thủy châu bắn tung tóe, nên mới có cảnh tượng, mưa bay nhảy múa, đằng dao lật khay ngọc. Trong thời tiết mưa, vậy mà còn có mặt trăng à? Cơ Cửu có chút không thể nào hiểu được. Khổng Thanh Tùng cười đáp, thật ra không phải mặt trăng, chờ đến Phi Lai Tự thì các ngươi sẽ biết. Nghe có vẻ rất lợi hại. Hai mắt của Tiêu Tú Nhi sáng lên, nói với Hạ Lãnh công tử, loại cảnh sắc này nhất định phải xem nha. Xe ngựa từ từ tiến lên, bên ngoài tiếng mưa rơi lả tả. Hạ Lãnh cảm thấy cái thành phố này có rất nhiều chuyện, hoặc là nói tiếng mưa rơi xuống nhiều năm như vậy, che giấu rất nhiều ân oán tình cừu ở trong đó. Với tư cách là lão bản, Khổng Thanh Tùng cũng cực kỳ chiếu cố đám người Hạ Lãnh, lời nói cử chỉ cũng tương đối khéo léo, dọc đường đi không ngừng có tiếng cười nói vui vẻ. Xác thực là thần kỳ, đi xem thử một chút cũng tốt. Trong lòng Hạ Lãnh cảm thán không thôi, người mà hắn tiếp xúc từ nhỏ, hình như trừ Mộng Mộng A Di ra, thì những người khác bao gồm cả mẹ hắn đều có thói xấu ông cụ non. Về phần phụ thân vô trách nhiệm kia của hắn, thật ra hắn cũng không biết nhiều, tại vì thời gian sống chung của hai người không có lâu. Được những người này hôn đúc, quả thật từ nhỏ hắn đã rất thành thục, lại thêm thiên phú cực cao, học cái gì đều là vừa học liền biết, cho nên đối với bất kỳ chuyện gì đều không có quá nhiều hứng thú. Về phần phong cảnh, Hạ Lãnh cũng không nhiều cảm giác, có phong cảnh gì có thể mỹ lệ và mê người hơn đảo thần tiên chứ, cho dù có, thì hắn cũng không hứng thú cho lắm. Kỳ thực cũng không phải là hắn trưởng thành quá sớm, mà là tiếng cười, nước mắt hay những cảm xúc khác, điểm phát động cao hơn những người khác, cho nên trông có vẻ khá cao lãnh, cũng có vẻ không hòa đồng, cũng có vẻ hơi ông cụ non. Tại sao Hạ Lãnh lại thích và cưng chiều Tiêu Tú Nhi, cũng là bởi vì nha đầu này ngây thơ và đơn thuần, đáng yêu vui vẻ, để hắn có loại cảm giác tính cách được bù đắp, nên mới tùy ý cho một người không biết lớn nhỏ như nàng đi theo bên người. Chương 2346, Tiểu Hòa Thượng Vũ Lai. Trong vũ hội, có đồ ăn gì ngon không? Tiêu Tú Nhi không có nhận ra suy nghĩ trong lòng Hạ Lãnh, chỉ là cười với Khổng Thanh Tùng rồi hỏi. Đương nhiên là có, cũng có không ít, đều là mỹ thực đặc sắc ở Bắc Vân. Khổng Thanh Tùng nhàn nhạt trả lời, rồi liếc Hạ Lãnh một cái, làm sao cảm thấy bộ dáng của Lãnh công tử trông không hứng thú đối với việc ngắm vũ hội cho lắm. Nếu mà đúng như vậy, thế thì ta mang bọn ngươi tới, chẳng phải là vô tình thành chuyện xấu sao? Công tử nhà ta nhất định sẽ thấy hứng thú. Tiêu Tú Nhi thay lời Hạ Lãnh đáp lại, chỉ là công tử hắn từ trước đến giờ luôn cao lãnh, coi như thích gì cũng sẽ không dễ dàng mở miệng nói ra được. Hạ Lãnh nhẹ nhàng đánh Tiêu Tú Nhi, ngươi thích nhiều lời, đúng không? Trong Phi Lai Tự, cũng đã tụ tập mấy người, đến lúc đó ta sẽ mang Lãnh công tử kết bạn thêm vài người nữa. Khổng Thanh Tùng cười ha ha, nói với Hạ Lãnh, hẳn là có thể khiến cho Lãnh công tử trở nên bình dị và gần gũi hơn. Lại đi thêm nửa canh giờ, xe ngựa dọc theo một chút sơn đạo quanh co liền đã tới đỉnh núi Phi Lai Tự. Trong chùa sớm có mấy tiểu hòa thượng đang tiếp khách ở trước cửa, có thể thấy trong chùa đích thật đã có chuẩn bị để ngắm vũ hội. Sau khi xuống xe ngựa, Khổng Thanh Tùng hơi có chút áy náy nói với Hạ Lãnh, thời gian còn sớm, ta đi tìm phương tượng trước đây, giải quyết vấn đề ăn ở hôm nay. Nếu Lãnh công tử không chờ được, thì có thể bảo tiểu hòa thượng dẫn đi vào chùa dạo một vòng. Cơ Cửu nhìn Khổng Thanh Tùng đi xa, nhẹ giọng nói, công tử, người này e là có mưu đồ khác. Không thành vấn đề, Hạ Lãnh thản nhiên nói, lấy bất biến ứng vạn biến, để xem hắn làm gì rồi tính sau. Cơ Cửu gật gù, ta đi do thám tình hình xung quanh. Dứt lời liền đi. Lúc này, một tiểu hòa thượng khoảng chừng 10 tuổi đi tới, chắp hai tay trước ngực về phía Hạ Lãnh,
hơi khom người chào nói, tiểu tăng pháp hiệu là Vũ Lai, hôm nay phụ trách dẫn đường cho các vị thí chủ, nếu có chỗ nào không chu đáo, xin hãy thứ lỗi cho. Tiểu hòa thượng thật đáng yêu. Tiêu Tú Nhi không nói hai lời liền đưa tay sờ cái đầu chọc của tiểu hòa thượng, làm tiểu hòa thượng sợ đến mức vội vàng tránh lui 4-5 bước, suýt chút nữa té lăn trên đất. Đừng bắt nạt người ta. Hạ Lãnh dùng ánh mắt cảnh cáo lườm Tiêu Tú Nhi một cái, sau đó giới thiệu với tiểu hòa thượng, ta tên Lãnh Hạ, từ Lam Kinh đến, vị này chính là thị nữ của ta, Tiêu Tú Nhi, còn vị này là bằng hữu của ta, Phong Thiên Linh. Về phần Cơ Cửu, đã biết mất không thấy tăm hơi, cho nên cũng không cần giới thiệu. Tiểu hòa thượng xấu hổ gật đầu, không hề nói gì. Ngắm vũ hội hẳn là còn lâu, vậy chúng ta đi vào trong chùa trước đã. Hạ Lãnh cũng coi tiểu hòa thượng này như là học đệ trong trường hắn, giọng điệu tương đối hiền lành. Tiểu hòa thượng Vũ Lai khôi phục lại tinh thần, cuống quýt đi về phía trước hai bước, Lãnh thí chủ, mời đi bên này, ta mang bọn ngươi đi Đại Hùng Bảo Điện vái và thắp hương trước đã. Được thôi, Hạ Lãnh cười nói, ta cũng không lớn hơn ngươi nhiều tuổi cả, không cần câu nệ như thế đâu, mọi người cứ coi nhau là bằng hữu là được. Chuyện này tuyệt đối không được. Tiểu hòa thượng Vũ Lai có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay, các ngươi chính là bằng hữu của Khổng công tử, nếu mà cầu thả, phương trượng sẽ trách phạt ta. Hạ Lãnh cảm thấy trong lời nói của tiểu hòa thượng có ẩn ý gì đó, làm như lơ đãng, hỏi, vị Khổng công tử kia rất thân với phương trượng của các ngươi sao? Khổng công tử thích làm việc thiện, Phi Lai tự bọn ta vốn đã rách nát thê thảm, là hắn quyên góp tiền để trợ giúp tu sửa cho mới hơn. Tiểu hòa thượng Vũ Lai trực tiếp đáp lại, hơn nữa họ tục trước kia của phương trượng là họ Khổng, có lẽ có chút ngọn nguồn với Khổng công tử mà thôi. Tiểu hòa thượng dọc đường dẫn Hạ Lãnh, Tiêu Tú Nhi và cả Phong Thiên Linh, xuyên qua hai cánh cửa lớn, lại đi thêm một đoạn hành lang uốn khúc ngắn, sau đó vòng qua cổng lầu, mới nhìn thấy Đại Hùng Bảo Điện. Các ngươi là ai? Phi Lai tự hôm nay không tiếp đãi khách lạ, mau cút ra ngoài. Mấy người Hạ Lãnh vừa mới đi tới Đại Hùng Bảo Điện, trước mặt bỗng có một hòa thượng cường tráng tai to mặt lớn đi tới, nhìn thấy đám người Hạ Lãnh bước tới liền quát mắng một trận. Sau đó lại lườm tiểu hòa thượng Vũ Lai một cái, cũng mở miệng mắng, cái tên tiểu hòa thượng ăn bám này, thật sự coi Phi Lai tự là chỗ ngủ không bằng, thấy ai cũng mang vào chùa hết à. Theo lời của Tam Sư Thúc, mấy vị này đều là bằng hữu của Khổng công tử. Trên mặt tiểu hòa thượng Vũ Lai lộ ra vẻ oan ức, cũng là do Khổng công tử nhờ ta dẫn bọn họ vào trong chùa đi dạo. Lại là Khổng Thanh Tùng. Trên mặt hòa thượng cường tráng lộ ra vẻ bất mãn, Phi Lai tự sớm muộn sẽ bị hủy ở trong tay hắn, thật không hiểu hắn đang làm cái trò gì, thực sự coi chùa chiền như nhà của hắn rồi ư. Tiểu hòa thượng nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời. Tiêu Tú Nhi thấy hòa thượng mập bất mãn, tiến lên liền nổi đoá, ngươi là ai thế, chẳng lẽ Phi Lai tự là nhà của ngươi hay sao? Bọn ta vào chùa còn cần ngươi phê chuẩn nữa à? Tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén, thật khó chịu. Hòa thượng cường tráng chừng Tiêu Tú Nhi một cái, lạnh giọng nói, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, ở trong chùa đừng có đi lung tung, nếu không sẽ mất cái mạng nhỏ, lúc đó đừng đổ lỗi lên đầu Phi Lai tự chúng ta. Tiểu hòa thượng lần này không có trầm mặc, A-di-đà Phật, Tam Sư Thúc xin cẩn thận lời ăn tiếng nói. Cẩn thận cái rắm, hòa thượng cường tráng hiển nhiên là kiểu người không hề kiêng kỵ, cũng không có khái niệm giới luật. Ta đi tìm phương trượng sư huynh, xem thử hắn đang làm cái trò gì, chùa chiền sắp thành cái chợ trời ngoài đường mất rồi. Chương 2347, Thanh Liên Pháp Sư. Hòa thượng cường tráng hùng hổ rời đi, để lại tiểu hòa thượng Vũ Lai đầy lúng túng. Hai tiểu cô nương Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh đều cảm thấy hòa thượng cường tráng quá thô lỗ, quả thực không xứng làm người xuất gia. Hạ Lãnh thì bình thường, chỉ là cảm giác rất kỳ quái, dù sao hắn đến từ trái đất. Trước đây bị đủ loại tiểu thuyết và phim truyền hình hun đúc, tình tiết vở kịch có thể xảy ra trong thâm sơn chùa cổ kỳ thật rất nhiều, đặc biệt Lan Nhược Tự trong Liêu Trai là nổi tiếng nhất, hắn có linh cảm hôm nay tuyệt đối sẽ có chuyện phát sinh. Có lỗi quá, để cho ba vị thí chủ sợ hãi. Tiểu hòa thượng Vũ Lai vừa xin lỗi, vừa giải thích, vừa nãy vị kia là Tam Sư Thúc Định Nghi của ta, cũng là người duy trì trật tự trong chùa, quản lý các tình huống chấp hành thanh quy và uy nghi của chúng tăng. Tiêu Tú Nhi không nhịn được phỉ nhổ, nói, miệng của hắn đầy thô tục, lời nói thô bỉ, làm sao còn có mặt mũi để quản lý thanh quy và uy nghi của người khác chứ? Tiểu hòa thượng Vũ Lai lập tức không nói gì, chuyện này thực sự không phải là chuyện mà hắn có thể nghị luận.
Việc ăn ở trong chùa của các ngươi là do ai quản lý, Phương Trượng à? Hạ Lãnh bỗng nhiên thắc mắc một vấn đề, thuận miệng hỏi. Tiểu Hòa Thượng Vũ Lai bèn vội vàng cung kính đáp lại, trong chùa có điển tòa, chính là do nhị sư thúc Định Thiện của tiểu tăng phụ trách quản lý nhà bếp và chai đường phòng ăn chay, Phương Trượng là đại hòa thượng, không dính vào việc vặt vãnh này. Trong lòng Hạ Lãnh cũng sớm đoán được, vừa nãy Khổng Thanh Tùng bảo là muốn đi theo Phương Trượng thương lượng vấn đề ăn ở hôm nay, hiển nhiên là đang nói dối, về phần rốt cuộc là đi làm cái gì, phỏng chừng cũng chỉ có hắn biết. Tiểu Hòa Thượng, vậy trong chùa các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người vậy? Tiêu Tú Nhi nhìn chung quanh, ta nhìn chùa triền hình như cũng không lớn cho lắm, còn không sánh bằng chùa Bạch Vân Tự nhỏ nhất của Lam Kinh. A-di-đà Phật, Phi Lai Tự bọn ta chỉ là chùa nhỏ tầm thường, xa gì cũng chỉ hơn 30 người, làm sao có thể so được với chùa triền ở Lam Kinh? Tiểu Hòa Thượng Vũ Lai chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt thận trọng đáp lại. Tiêu Tú Nhi thấy Tiểu Hòa Thượng này khi nói chuyện lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi, rất nhanh liền mất hứng. Sau khi ba người Hạ Lãnh vái và thắp hương ở Đại Hùng Bảo Điện, lại theo Tiểu Hòa Thượng Vũ Lai đi tới kinh đường, trên đường đi ngang qua một cái hồ nhỏ mọc đầy hoa sen trắng. Bất chi bất giác, trong đầu Hạ Lãnh liền xuất hiện một vài câu, không thể kiềm chế, trên lá sen khúc khuỷu, trước mắt hiện đầy lá cây. Lá cây vươn cao, như váy của vũ nữ, giữa tầng tầng lớp lớp lá cây. Có thêm chút bông hoa trắng muốt tô điểm, có lả lướt. Thôi thôi thôi, Hạ Lãnh có chút đau đầu, không ngờ rằng mình vậy mà lại cảm nhận được uy lực của đọc diễn cảm toàn văn ở Tiên Vân Đại Lục. Công tử, ngươi làm sao vậy? Tiêu Tú Nhi ân cần nhìn Hạ Lãnh, sắc mặt của ngươi xem ra không được tốt cho lắm, giống như không làm xong bài tập, bị chủ mẫu bắt tại trận. Hạ Lãnh chừng Tiêu Tú Nhi một cái, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đó, còn có nhìn kỹ đường đi, coi chừng rớt xuống. Lời còn chưa nói hết, Tiêu Tú Nhi trẹo chân một cái, thân thể nghiêng, sau đó cả người nghiêng xuống hồ nhỏ. Hạ Lãnh theo bản năng liền đưa tay ra, đột nhiên cảm nhận được một luồng ba động lực lượng kỳ quái, để hắn toàn thân phát lạnh, động tác cũng liền chậm một bước. Thế là, Tiêu Tú Nhi liền ngã vào trong hồ. A, cứu mạng a, ta không biết bơi. Tiêu Tú Nhi giãy giụa ở trong ao, công tử, mau cứu ta. Trong lòng Phong Thiên Linh sốt ruột. Nhưng mà nàng cũng không biết bơi, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hạ Lãnh. Điều làm nàng cảm thấy bất ngờ chính là, Hạ Lãnh vậy mà khoanh tay đứng nhìn, dường như cũng không có ý định cứu Tiêu Tú Nhi. Đừng kêu, người không có bị chìm. Hạ Lãnh khẽ quát một tiếng với Tiêu Tú Nhi đang liều mạng vùng vẫy. Lúc này, Tiêu Tú Nhi mới phát hiện dưới người của nàng không biết từ lúc nào có một cánh lá sen, chậm rãi đưa nàng rời khỏi mặt hồ. Nàng không khỏi bị kinh sợ bởi khung cảnh này, chuyện này. Trời mưa đường trơn trượt, nơi này lại không có vòng bảo hộ, cho nên đi đường phải cẩn thận một chút. Lúc này, có một hòa thượng trẻ tuổi mi thanh mục tú từ chỗ quẹo đi ra, trên tay bấm ấn quyết, khống chế lá sen mang Tiêu Tú Nhi trở về mặt đất. Tiêu Tú Nhi sững sờ nhìn hòa thượng trẻ tuổi, vẻ mặt mê muội, đẹp trai thật. Tú Nhi, còn không cảm tạ vị đại sư này. Hạ Lãnh có chút cạn lời. Chừng Tiêu Tú Nhi một cái, thấp giọng nhắc nhở. Lúc này, Tiêu Tú Nhi mới khôi phục lại tinh thần, lập tức hành lễ, à, đa tạ vị đại sư này cứu mạng. Bần tăng không phải đại sư gì cả, chỉ là một hòa thượng bình thường. Hòa thượng trẻ tuổi cười khoát tay áo một cái, cứu người cũng dễ như ăn cháo, không đáng với chữ tạ. Hạ Lãnh nhìn quần áo trên người hòa thượng trẻ tuổi không giống với tăng nhân trong Phi Lai Tự, tò mò hỏi, đại sư cũng là tăng nhân trong chùa sao? À, bần tăng chỉ là vân du đến đây, ngủ lại chùa khác. Hòa thượng trẻ tuổi cười lắc đầu. Tiểu hòa thượng Vũ Lai vào lúc này mới giới thiệu thay hòa thượng đó, vị này chính là Thanh Liên Pháp Sư, người tinh thông Thanh Liên Diệu Pháp Kinh, đến từ Vân Châu. Còn trẻ như vậy mà đã là Pháp Sư rồi, quả thật là lợi hại. Tiêu Tú Nhi lộ vẻ sùng bái. Hạ Lãnh kéo Tiêu Tú Nhi mê trai ra, thi lễ với vị Pháp Sư trẻ tuổi này một cái, gặp qua Thanh Liên Pháp Sư. Tại hạ là Lãnh Hạ, người của Lam Kinh, lần này còn phải cảm ơn ngươi đã cứu thị nữ của ta. Đừng gọi Pháp Sư, gọi ta Thanh Liên là được. Thanh Liên Hòa Thượng hiển nhiên có chút không dám tiếp nhận cái tên, Pháp Sư, liền đổi sang chủ đề khác, Lãnh Công Tử, các ngươi tới tham gia ngắm vũ hội à? Đúng vậy, Hạ Lãnh gật gù, đi qua quận Bắc Vân, kết quả bị mưa xối xả cản trở, liền ở tạm chỗ này. Một vị bằng hữu sợ bọn ta chán. Nên mời bọn ta lên núi để ngắm mưa.
Chương 2348, Cực Vũ Trường Sinh Quyết. Thanh Liên Hòa Thượng cười nói, mưa đêm ở Phi Lai Tự quả thật rất đẹp, hơn nữa còn có truyền thuyết đau thương xen vào, ngược lại cũng là một nét độc đáo, đáng để thưởng thức. Truyền thuyết, Hạ Lãnh thản nhiên nói, ý ngươi là truyền thuyết vũ nữ. Đúng thế, Thanh Liên Hòa Thượng vẫn cười cười, kỳ thực ta cảm thấy hứng thú về truyền thuyết này hơn, cũng không biết có cơ hội để chứng kiến hình dáng của vũ nữ trong truyền thuyết hay không. Tiêu Tú Nhi khó hiểu nói, vũ nữ không phải là yêu quái trong truyền thuyết sao? Có thể nhìn thấy truyền thuyết mới là chuyện làm người kích động, chẳng phải sao? Ngữ khí của Thanh Liên Hòa Thượng có chút ý vị sâu xa, sau đó lại thấp giọng cười nói, hy vọng các ngươi cũng có thể nhìn thấy đồ vật thú vị, thâm sơn chùa cổ, sen trắng ao xanh, lại có từng trận mưa xối xả liên miên, ở đây phát sinh chuyện gì cũng không có gì lạ, nhưng đều làm người ta phải bất ngờ. Lãnh công tử, các ngươi cần phải tự thu xếp cho ổn thỏa. Dứt lời liền trực tiếp rời đi, để lại những người khác với vẻ mặt khó hiểu. Công tử, hòa thượng kia rốt cuộc là muốn nói cái gì thế? Tiêu Tú Nhi bối rối nửa ngày, quay đầu hỏi Hạ Lãnh. Hạ Lãnh cười gằn, thản nhiên nói, hắn chính là muốn nói thâm sơn chùa cổ, nửa đêm canh ba, trong tiếng mưa, thuận tiện giết người. Tiêu Tú Nhi bất mãn nói, ồ, công tử, những gì mà ngươi nói đáng sợ thật, ngươi xem tiểu linh đều bị ngươi dọa sợ rồi kia kìa. Đâu có, ta chẳng qua là cảm thấy có chút lạnh. Phong Thiên Linh lắc đầu phủ nhận, các ngươi không có cảm giác này sao? Tiêu Tú Nhi phản bác nói, đây là trên núi, lại thêm trời mưa, lạnh một chút cũng là điều bình thường. Không bao lâu sau, Khổng Thanh Tùng đã tìm được đám người Hạ Lãnh, khi phát hiện thiếu một người, hơi sững sờ một hai giây, chỉ là lập tức tan biến. Chuyện ăn ở đều đã sắp xếp ổn thỏa, Lãnh công tử, bây giờ có thể đi trái nhà của các ngươi để nghỉ ngơi rồi, đợi tới lúc cơm chay tối, đương nhiên sẽ có tăng nhân tới kêu các ngươi. Ngắm vũ hội giờ hợi mới bắt đầu, đến lúc đó xin mời Lãnh công tử đừng tới trễ. Khổng Thanh Tùng để thư đồng của hắn đưa hai tấm thẻ cho bọn Hạ Lãnh, mặt trên có khắc dãy số của trái nhà, phía dưới thì treo chìa khóa. Bởi vậy, chùa chiền cũng gần giống như khách sạn dưới chân núi. Hạ Lãnh nói một tiếng cảm ơn với Khổng Thanh Tùng, sau đó giao tấm thẻ cho Tiêu Tú Nhi bảo quản. Không cần khách khí, Khổng Thanh Tùng vẫn khách sáo như trước, các ngươi là khách nhân của Ngự Tiên Cư, cũng tức là bằng hữu của Khổng Mỗ. Thế thì bằng hữu của Khổng công tử chắc là có rất nhiều. Hạ Lãnh không mặn không nhạt trêu chọc một câu. Khổng công tử cười trả lời, nhân sinh gian nan, giang hồ hiểm ác, thêm một người bạn liền thêm một con đường, ngươi nói xem. Điều này cũng có lý. Hạ Lãnh gật gù, vậy thì rất vui khi được gặp người bạn Khổng công tử này. Hai người lại hàn huyên khách sáo một phen, sau đó mạnh ai nấy đi. Hạ Lãnh mang Tiêu Tú Nhi và Phong Thiên Linh theo, tiếp tục đi theo tiểu hòa thượng Vũ Lai, đang dạo tới dạo lui trong Phi Lai Tự. Khổng Thanh Tùng lại trở về chỗ ở của chính mình, vừa ngồi xuống, liền lạnh giọng nói, trong bọn họ thiếu mất một người, người đó đi đâu rồi? Trong phòng bỗng dưng có thêm một tàn ảnh, nhỏ giọng nói, người kia đang đi dò xét địa hình xung quanh Phi Lai Tự. Nghe nói như thế, Khổng Thanh Tùng cau chặt lông mày, tự lẩm bẩm, lẽ nào tên họ Lãnh kia đã phát giác được gì đó rồi? Ta cảm thấy không có khả năng lắm, tàn ảnh kia lắc đầu, kế hoạch của công tử có thể nói là thiên y vô nghi. Liền coi như bọn họ thật có phát hiện, vào thời khắc bọn hắn bước vào Phi Lai Tự, vận mệnh cũng đã được chú định. Ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Khổng Thanh Tùng nén giận quát mắng, đây chính là chìa khóa để bổn công tử bước vào cảnh giới tu tiên, tuyệt đối không thể có một xíu sai sót nào. Nếu không thì, ngươi đừng làm nữa. Tàn ảnh kia khúm núm, vội vàng nói, ta sẽ tăng cường cảnh giới, bảo đảm không có bất kỳ sai sót gì. Với cả, tên Bạch Ngọc công tử ngu xuẩn kia đến khu vực nào rồi? Khổng Thanh Tùng lại hỏi. Tàn ảnh kia đáp, đêm nay giờ tí liền có thể vào trong quận. Rất tốt, Khổng Thanh Tùng gật gù, trước giờ tí, ngươi sắp xếp Bạch Ngọc công tử đấu pháp với vị tiểu tà quân mặt lạnh kia trước đã, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chính là thời cơ tốt nhất để bổn công tử xuất hiện. Vâng, tàn ảnh kia gật đầu đáp ứng. Chờ tàn ảnh tản đi, Khổng Thanh Tùng bỗng dưng từ trong ngực lấy ra một tàn quyển. Trên đó có viết Cực Vũ Trường Sinh Quyết, góc dưới tàn quyển thình lình có dấu ấn của phiếu miểu tiên môn. Trường sinh ơi trường sinh à, Khổng Thanh Tùng ta rốt cuộc sắp bước vào cảnh giới tu tiên trước ba người kia. Sắc mặt của Khổng Thanh Tùng tham lam tìm tòi quyển sách cổ này,
trong miệng tự lẩm bẩm, chỉ cần có thể trường sinh, hy sinh một vài thứ cũng đáng giá. Vì đại kế trường sinh của ta mà chết, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ cảm thấy chết cũng là một vinh dự. Màn đêm rất nhanh buông xuống, bọn hạ lãnh đã tham quan hơn phân nửa Phi Lai tự, vừa vặn cái bụng có chút đói, có tăng nhân lại đây thông báo bọn họ đi ăn cơm chay tối. Mới vừa vào chai đường, hạ lãnh cảm thấy có gì đó không đúng, trong không khí thoang thoảng một mùi máu tanh nhàn nhạt. Chương 2349, Vân Châu Tam Quái. Trong chai đường cũng không có nhiều người, ngoại trừ mấy tên hòa thượng ra, thì chỉ có mấy tên giang hồ, nhiều khả năng là đến ngắm vũ hội. Tiêu Tú Nhi cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi tiểu hòa thượng Vũ Lai, sao người ăn cơm lại ít đến vậy? Tăng nhân trong chùa đa phần là không ăn ở chỗ này. Các khách nhân đến đây ngắm mưa đa số đều nhờ người mang cơm chay đưa vào nhà của bọn họ. Tiểu Hòa Thượng Vũ Lai giải thích đôi lời, lại nhẹ giọng nói, những người đó ở lại trong chùa không đi. Dứt lời, hắn nhìn thấy mấy tên giang hồ kia một cái, trong mắt ẩn chứa chút khiếp sợ và căm ghét. Vừa dứt lời, bỗng dưng bên cạnh có người vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp hất tung thức ăn trên bàn xuống mặt đất, cái đồ ăn hỏng này là gì đây, nhạt và dở kinh khủng, lão tử muốn uống rượu ăn thịt. Hòa thượng phụ trách dọn món ăn bị dọa sợ hết hồn, sợ đến mức không biết phải làm thế nào. Hạ lãnh khẽ liếc một cái, phát hiện bên hông người này mang theo một loan đao có hình thù kỳ lạ, xem ra là một giang hồ đao khách, chỉ là người như thế ở Phi Lai tự làm chi, liệu có thật là vì ngắm mưa mà đến không? Thí chủ, nơi này là chùa, không có rượu thịt. Hòa thượng dọn món ăn vội vàng nói, trong chùa chỉ cung cấp đồ ăn chay, nếu như ngươi không hài lòng, tiểu tăng đi đổi mấy món khác. Không có, nói láo, tên đao khách đó mắng chửi một tiếng, tiếp theo từ dưới đáy bàn kéo một con gà lôi đã chết ra, ném tới trước mặt hòa thượng kia, hiện tại có rồi đó, lập tức làm cho lão tử. Từng hòa thượng trong chai đường sợ đến nỗi sắc mặt tái mét, miệng nói, tội lỗi, tên đao khách kia thấy tình cảnh này không khỏi bắt đầu cười ha hả, hai đồng bọn của hắn cũng cười theo. Quá đáng thật đó, công tử ngươi không quản sao, Tiêu Tú Nhi lửa giận đùng đùng, dứt lời liền đứng lên. Tên đao khách kia nghe được lời của Tiêu Tú Nhi, không khỏi xoay người bước nửa bước, đi tới trước mặt Tiêu Tú Nhi, lạnh giọng cười nói muốn quản chuyện không đâu cơ à, bổn đại gia cũng muốn hỏi thử, các ngươi muốn quản như thế nào? Muốn uống rượu ăn thịt, ngươi có thể đi quán rượu ở dưới núi. Tiêu Tú Nhi cũng không sợ, mà còn tiến lên, cây ngay không sợ chết đứng, khiển trách, ở trong chùa đùa giỡn với tiểu hòa thượng thì có gì mà oai phong chứ, ngươi cũng xem như là giang hồ đại hiệp cơ mà. Nhìn có khác gì bọn lưu manh đầu đường xó chợ đâu. Bọn giang hồ bị Tiêu Tú Nhi nói thế liền sửng sốt một chút, tên đao khách kia với đồng bọn liếc nhau một cái, chợt nhận ra bản thân đang bị tiểu nha đầu này dạy dỗ, lập tức thẹn quá hóa giận, dương đao về hướng Tiêu Tú Nhi tiểu nương bì, ngươi chán sống rồi, phải không? Dám giáo huấn lão tử. Tiêu Tú Nhi quay đầu nhìn hạ lãnh, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tên đao khách kia cũng đưa ánh mắt nhìn về phía hạ lãnh, đánh giá toàn thân đôi chút, phát hiện chỉ là tiểu công tử mười mấy tuổi, không khỏi giễu cợt, nói tiểu công tử ca có tiền của ngươi đây à? Chỉ dựa vào ba người các ngươi mà đòi học theo người khác đi xông xáo giang hồ. Thực sự là nực cười muốn chết. Bỏ đao xuống, hạ lãnh thản nhiên nói. Tên đao khách chẳng những không có bỏ xuống, mà trái lại còn xoay ngang đao, chỉ vào hạ lãnh, cười nói tiểu tử. Vừa mới ra khỏi nhà, chưa từng thấy máu chứ gì. Ngày hôm nay ông sẽ dạy cho ngươi biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Đừng nói nhảm, loại tiểu công tử này thấy máu tuyệt đối sẽ tè ra quần đó. Ở trong chùa chán muốn chết, giỡn với bọn họ trước cũng được. Chỉ bằng giết người cho vui đi, hai tiểu nương bì này còn khá non nớt. Mấy tên kia mỗi người đều ăn một cái tát, đánh tới mức miệng đều bị lệch quai hàm. Không biết nói chuyện. Vậy thì ngậm miệng lại, thân ảnh của hạ lãnh lóe lên, đứng trước tên đao khách đó, còn nữa, vừa nhìn là biết ngươi không biết dùng đao, nên đừng sỉ nhục đao. Tên đao khách kia phản ứng lại, nâng đao chém tới hạ lãnh, nói lão tử không biết dùng đao, lão tử chém chết ngươi. Đao rất nhanh, nhưng đáng tiếc cũng vô dụng. Hạ lãnh duỗi ngón giữa và ngón trỏ ở tay phải, nhẹ nhàng kẹp lấy, liền kẹp chặt thân đao lại. Buông, buông tay. Tên đao khách liều mạng muốn thu hồi đao lại, nhưng mà thân đao vẫn không nhúc nhích, người buông tay cho lão tử. Hạ lãnh tiện tay bóp nát chuôi đao ấy, sau đó tung một cước đá tên đao khách bay ra khỏi chai đường.
Mấy tên giang hồ khác thấy thế, lập tức lấy hết vũ khí ra, triển khai vây công đối với Hạ Lãnh, xem điệu bộ này hoàn toàn là không chết không thôi. Oanh, oanh, oanh. Ở đâu cũng cần phải tuân theo quy củ, không muốn tuân theo cũng được, nhưng phải có bản lãnh để không tuân theo quy củ. Hạ Lãnh trực tiếp ném tất cả đám người này ra khỏi trai đường, nhưng mà các ngươi không có bản lãnh đó, chỉ là đang ỷ lớn hiếp yếu, đã ăn vạ rồi mà còn khóc lóc om sòm. Tiểu tử, có gan thì xưng tên ra, Vân Châu Tam Quái bọn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên đao khách không cam tâm, trong miệng vẫn cứ kêu gào lên. Hạ Lãnh càng xem thường những người này, chỉ là lạnh lùng nói, các ngươi còn chưa xứng biết tên của ta, cút đi. Mấy tên giang hồ liếc mắt nhìn nhau, đoán chừng là cảm thấy mấy người bọn hắn gộp lại cũng không phải là đối thủ của Hạ Lãnh, đành phải buông thêm vài câu cay độc, hùng hổ rời đi. Đa tạ thí chủ giải vây, những hòa thượng trong trai đường đồng loạt nói cảm ơn với Hạ Lãnh. Hạ Lãnh khoát tay áo một cái, cũng không để ý lắm. Những hòa thượng kia lại nói cảm ơn một phen. Sau đó liền cầm con gà chết mà bọn giang hồ kia ném xuống đất lên, run run rẩy rẩy đi ra khỏi trai đường. Ồ, Hạ Lãnh phát hiện có gì đó không đúng, con gà chết ấy kỳ thực đã xử lý sơ qua, lông trên người phần lớn đã bị nhổ sạch, máu thịt và nội tạng cũng bị lột rửa một cách cẩu thả, xem ra đám người đó cũng không phải cố ý đến chào phúng hòa thượng trong trai đường, mà thật ra cũng có ý định muốn ăn. Nếu là như vậy, mùi máu tanh mà hắn ngửi thấy lúc trước cũng không phải là từ con gà chết này. Chương 2350, Bạo Vũ Hoa Lê Châm. Công tử à, vừa nãy ngươi quá dễ dãi với những tên bại hoại đó, hẳn là bắt bọn họ xin lỗi các tiểu hòa thượng trước, sau đó đánh cái mông của bọn chúng. Tiêu Tú Nhi vẫn tức giận bất bình. Phong Thiên Linh cũng cảm thấy làm như vậy là ổn thỏa rồi. Hạ Lãnh quan sát trai đường một thoáng, lại nhìn những hòa thượng kia, thấp giọng hỏi, lúc các ngươi vừa mới tiến vào, có ngửi thấy cái mùi lạ gì không? Đồ ăn chay có mùi thơm lắm. Tiêu Tú Nhi không chút nghĩ ngợi đáp lại, nói xong liền tỉnh ngộ ra, hình như không có gì lạ cả, công tử ngươi muốn hỏi cái gì? Hình như ta ngửi thấy được. Sắc mặt của Phong Thiên Linh khẽ biến, nhỏ giọng nói, là mùi máu tanh. Tiêu Tú Nhi phản bác nói, mới nãy chẳng phải những tên đó dẫn theo một con gà chết hay sao? Nhất định là mùi máu tanh trên người con gà chết đó. Không phải, Phong Thiên Linh nhỏ giọng nói, là mùi máu người. Tiêu Tú Nhi ngẩn người, sau đó sợ đến nỗi cả người giật nảy mình, Tiểu Linh, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi cũng ngửi thấy sao? Hạ Lãnh ngoài ý muốn nhìn Phong Thiên Linh một cái, sau đó chợt nhớ ra, ở ha, ngươi đã từng nói ngươi khá mẫn cảm với mùi hương, thế ngươi có thể đoán được nó phát ra từ đâu không? Phong Thiên Linh trả lời, phát ra từ trên người mấy tên khi nãy. Thế thì đúng rồi. Tiêu Tú Nhi hứng hờ nói, loại người như bọn họ rất thích đánh nhau, nói không chừng là lúc đánh nhau, để lại vết thương gì đó thì sao? Lời này cũng không sai, thân là người trong giang hồ, bị thương cũng là chuyện thường như cơm bữa, quả thật không có gì để bàn cãi. Trong lòng Hạ Lãnh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không có nói trước mặt hai tiểu cô nương, vẫn là chờ tới tối thương lượng với Cơ Cửu một chút đã. Ăn xong cơm chay, bọn Hạ Lãnh cũng không có tâm tình đi dạo, mà là cùng trở về phòng. Hạ Lãnh chờ Cơ Cửu trở về, nhưng đáng tiếc vẫn chưa thấy Cơ Cửu, mà trái lại là Khổng Thanh Tùng tìm đến. Sắp tới rồi, Lãnh công tử, chúng ta cùng đi Lăng Vân Đình thôi, nơi đó là nơi tuyệt hảo để ngắm mưa. Khổng Thanh Tùng gõ cửa phòng Hạ Lãnh, cười ha hả nói. Được, làm phiền Khổng công tử dẫn đường. Hạ Lãnh không nói gì thêm, dứt lời liền ra khỏi cửa cùng Khổng Thanh Tùng. Tiêu Tú Nhi có lẽ là vì vừa mới ăn cơm xong, tinh thần có chút uể oải, nên giờ chỉ thấy cực kỳ buồn ngủ, không muốn đi đâu cả. Còn Phong Thiên Linh, nàng là người Vân Châu, đối với cảnh mưa cũng không có hứng thú gì cho lắm, nên lựa chọn đi ngủ sớm với Tiêu Tú Nhi. Khổng Thanh Tùng bỗng nhiên giả vờ, vô tình, hỏi, Lãnh công tử, vị thị vệ kia của ngươi đâu, làm sao không thấy bóng dáng của hắn? Hắn nhàn hạ quen rồi. Đoán chừng là đi đâu đó tìm rượu để uống ấy mà. Hạ Lãnh thuận miệng đáp. À, là vậy sao? Khổng Thanh Tùng nở nụ cười, nhỏ giọng nói, Lãnh công tử khách sáo quá rồi, nếu muốn rượu thịt thì có thể lén lút nói với Khổng Mỗ, tuy chùa có thanh quy giới luật, nhưng không phải dùng để ràng buộc người như chúng ta, chỉ cần không gióng trống khua chiêng là được. Hạ Lãnh cũng nở nụ cười, nhưng không nói gì thêm. Vừa nãy phía sau núi Phi Lai tự xảy ra chút chuyện,
không biết Lãnh công tử có biết không? Sau khi đi được một lúc, Khổng Thanh Tùng bỗng dưng lại hỏi một chủ đề khác. Chuyện gì, Hạ Lãnh quả thật không biết. Khổng Thanh Tùng khẽ cau mày, có ba tên giang hồ bị giết chết ở sau núi trong rừng, tử trạng khá thảm, khắp toàn thân hình như bị ám khí gì đó xuyên qua. Hả, Hạ Lãnh lập tức nghĩ tới mấy người gây sự trong trai đường. Khổng Thanh Tùng nghĩ rằng Hạ Lãnh cảm thấy hứng thú, nói tiếp, ngược lại là giống với Bạo Vũ Lê Hoa Trâm trong truyền thuyết đến mấy phần. Ở đây cũng có Bạo Vũ Lê Hoa Trâm à? Hạ Lãnh có chút kỳ quái hỏi. Ha ha, đừng bảo Lãnh công tử cho rằng Bạo Vũ Lê Hoa Trâm là đồ vật đặc biệt ở đâu đó đấy nha. Khổng Thanh Tùng cười nói. Hạ Lãnh vẫn cho rằng Bạo Vũ Lê Hoa Trâm là đồ vật hư cấu trong một số tiểu thuyết võ hiệp ở trái đất, không ngờ ở Tiên Vân Đại Lục vậy mà lại nghe được cái từ này, ngươi có chắc là Bạo Vũ Lê Hoa Trâm không? Cũng không chắc lắm, Khổng Thanh Tùng lắc đầu, bởi vì trên người bọn hắn chỉ tìm thấy lỗ kim dày đặc, nhưng lại không tìm thấy cây kim tiêm nào. Hạ Lãnh lại hỏi, biết là ai giết bọn chúng không? Không biết nữa, Khổng Thanh Tùng lại lắc đầu. Sau đó nhìn Hạ Lãnh, chỉ là nghe người ta nói, hình như buổi chiều Lãnh công tử có xảy ra xung đột với bọn họ ở trai đường, phải không? Hạ Lãnh không khỏi nở nụ cười, người nghĩ là ta làm à? Cũng không phải, Khổng Thanh Tùng nhìn chằm chằm Hạ Lãnh mấy giây, cuối cùng lại lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy vụ việc có chỗ kỳ quặc, muốn nhắc nhở Lãnh công tử cẩn thận một chút. Đa tạ nhắc nhở, Hạ Lãnh lơ đễnh nói cảm tạ. Khổng Thanh Tùng đột nhiên nở nụ cười. Nói với Hạ Lãnh, thật ra ở quận Bắc Vân, ngôi chùa này còn có một chuyện ma khá thú vị, Lãnh công tử có nghe nói qua chưa nhỉ? Hạ Lãnh lắc đầu, có nghe nói qua, ngôi chùa này là nơi mà tất cả oan hồn ở quận Bắc Vân tụ họp lại, mỗi khi đến rằm tháng 7, oan hồn sẽ tụ tập ở đây, tìm kiếm cao tăng đại năng giúp chúng siêu thoát. Khổng Thanh Tùng trêu đùa nói, ngươi nói thử xem mấy vong hồn chết ở sau núi, liệu chúng có du đãng ở trong chùa không? Lúc này, mưa càng lúc càng lớn, trong không khí tràn ngập hơi nước, làm cho cả ngôi chùa Phi Lai tự như thể là đang ngâm mình trong mây xanh lúc ẩn lúc hiện, như bồng lai tiên cảnh. Trên trái đất, Hạ Lãnh đúng thật là chưa từng thấy loại mưa này, hạt mưa như ngọc, rơi xuống từ trên không trung, sau đó rơi xuống mặt đất, vỡ thành bọt phấn đầy đất. Những hạt mưa bọt phấn kia, lại bị gió nhẹ thổi bay, từng viên một, bay như thể là có sinh mạng vậy, gặp người liền sẽ tránh lui. Lúc này, trong mưa bụi, một vệt đao ảnh, đẩy ra tầng tầng lớp lớp hơi nước, cấp tốc đâm về phía Hạ Lãnh một cách âm thầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.